Nếu khó khăn làm bạn chùn bước, hãy nghe ngay 14 câu chuyện này để tỉnh ngộ. Kính chào quý vị và các bạn đang nghe video trên kênh Ngâm Đời. Quý vị thân mến, sống ở đời, ngoài chuyện sinh tử ra, tất cả đều là chuyện nhỏ. Hãy cố gắng sống tốt, gặp bất cứ trở ngại gì, hãy xem nó thật nhẹ là được rồi. Cuộc sống giống như một cái túi đựng đồ, đồ trong túi càng nhiều thì cất bước càng khó khăn, nặng nề. Xem nhẹ mọi thứ, sống hòa bình với thế giới này, bạn mới có thể hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Vì vậy, nếu như khó khăn đang làm bạn chùn bước, hãy nghe ngay những câu chuyện thâm thúy dưới đây để có thêm động lực. Quý vị nhé! Câu chuyện thứ nhất, chiếc áo không làm nên thầy tu, đừng đánh giá người khác thông qua bề ngoài của họ. Xã hội ngày nay người ta thường nhìn nhận một con người qua quần áo họ mặc, đồ dùng họ mang mà chẳng đoái hoài gì tới cách họ cư xử. Nếu chỉ đánh giá một người qua bề ngoài, thì sẽ không tránh khỏi những sai lầm đáng tiếc. Cổ nhân nói, nhân bất khả mạo tương, hải thủy bất khả đấu lượng, ý muốn nói rằng, chúng ta không thể xác định tài đức của một người qua tướng mạo, cũng như không thể dùng đấu để đong đếm nước biển được. Câu chuyện dưới đây chính là một ví dụ rất thiết thực. Lý Kim Lan là nhân viên của một tiệm cơm sang trọng, mỗi tháng tiền lương của cô là 20 triệu đồng, chưa kể tiền khách bo. Khách hàng lui tới tiệm cơm này phần nhiều là những người giàu có, đôi khi cô còn nhận được tiền bo lên tới cả triệu đồng. Lý Kim Lan cảm thấy vô cùng hãnh diện, được làm việc tại tiệm cơm xa hoa này với cô quả là rất đáng tự hào. Cô cũng cho rằng bản thân mình rất có khí chất, dáng người thon thả, nước da trắng nõn, càng khiến cô cảm thấy so với những người khác thì mình có rất nhiều ưu thế. Có một ngày, Lý Kim Lan thấy một lão nông dân ăn mặc giản dị bước vào trong tiệm, trong cái vẻ quê mùa của ông lão, cô liền lập tức tỏ vẻ khó chịu. Lý Kim Lan đoán rằng người đàn ông này có lẽ mới từ dưới quê lên trong người chắc cũng không có tiền chưa nói đến tiền bo ngay cả tiền ăn sợ còn không đủ ông lão đi tới nói hãy cho tôi một ly nước đun sôi trước nhé lý kim lan hằn học ở đây không có nước đun sôi chỉ có rượu và đồ uống nếu không gọi món ăn thì ông hãy mau rời đi cho lý kim lan không nể mặt mũi chút nào nói thêm ông có lẽ sẽ không thể trả nổi tiền cho bữa ăn ở đây đâu vậy nên đừng lãng phí thời gian nữa hãy mau đi đi lão nông trước khi đi chỉ nói với lý kim lan một câu phàm việc gì cũng nên lưu lại một con đường lui để ngày sau gặp nhau còn dễ nói chuyện sáng sớm hôm sau khi tiệm cơm còn chưa có khách tới người quản lý đã triệu tập hết nhân viên trong tiệm cơm lại rồi nói hôm nay chúng ta sẽ chào đón vị chủ tịch mới tất cả hãy xốc lại tinh thần cho tôi sau đó một chiếc xe sang trọng đỗ ở bên ngoài một ông lão mặc bộ âu phục màu đen bước xuống và tiến vào trong tiệm các nhân viên đều mỉm cười cúi chào chào mừng tân chủ tịch ông lão khẽ gật đầu mỉm cười đợi đến khi tất cả mọi người đều có mặt người quản lý nói mời tân chủ tịch phát biểu vài lời mọi người hãy cho một chàng pháo tay lúc đó lý kim lan mới thấy rõ diện mạo của ông lão cô chợt ngây người trong lòng cô hoảng loạn sao có thể là ông ta trước mặt cô đúng là ông lão mà hôm qua cô chế nhạo ngay lập tức lý kim lan đã bị sa thải cô chỉ còn biết hối hận rơi nước mắt nhưng rốt cuộc đã quá muộn rồi trong thế giới hiện đại chúng ta luôn nhìn vào những điều mà người khác thể hiện ra bên ngoài để đánh giá họ nhưng giá trị chân thực của một con người thực ra không phải nằm ở đó vẻ bề ngoài chỉ giống như lớp giấy bọc của một món quà dù có đẹp và hoa mỹ tới mức nào cũng không thể thay thế được món quà và tâm ý của người tavkgn những gì bạn thấy chưa chắc đã là toàn bộ câu chuyện hơn nữa giá trị của một con người điều đáng chân quý ở một con người cũng không nằm ở vẻ bề ngoài những đánh giá chủ quan của chúng ta mà nằm ở thế giới nội tâm nằm ở nhân cách và đức hạnh của họ đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ dạy cho chúng ta bài học về cách nhìn thấu đáo về cuộc sống cách chọn người chọn bạn mà chơi chứ không phải cứ sống và mù quáng chạy theo những hào nhoáng bề ngoài chỉ khi thực sự tiếp xúc làm việc bạn mới có khả năng và có quyền phán xét người đó như thế nào câu chuyện thứ hai đừng phán xét người cũng đừng quá tin lời tán dương của người lời nói có thể giúp một người thành công cũng có thể phá hủy một con người từ lời nói và việc làm của một người chúng ta có thể thấy được sự tu dưỡng bản thân người đó đồng thời có thể thấy được tính cách kiến thức và sự hiểu biết của họ người trí tuệ có thể tránh nói những lời sắc bén không chê trách người không sợ lời chế giễu cũng không quá tin những lời tán dương từ người khác không nói lời chê trách tôi đã từng xem qua một câu chuyện như sau một buổi sáng sớm một chiếc thuyền chở khách đậu sẵn bên sông sẵn sàng chở người qua sông. Tất cả các hành khách đều ngồi yên lặng cho đến khi một người đàn ông cùng mấy đứa trẻ bước đến. Tiếng ồn ào từ lũ trẻ đã phá vỡ sự yên lặng trên thuyền. Người đàn ông ngồi bên cạnh mặc cho lũ trẻ gây ồn ào và vẫn tỏ ra dửng dưng. Có người nói với ông ấy, này ông, con cái của ông ồn ào quá. Ông có thể quản giáo chúng không? Người đàn ông ngẩng đầu lên và nhẹ nhàng nói, vâng, tôi nên chăm sóc chúng. Mẹ của chúng mới mất cách đây một giờ và chúng tôi vừa mới trở về tôi vô cùng lúng túng và những đứa trẻ cũng vậy trong giây lát tất cả đều im lặng nỗi tức giận bỗng nhiên tan biến sự đồng cảm và thương cảm cũng tự nhiên trào dâng trong thực tế cuộc sống hiện tượng không biết thật ra là chuyện gì nhưng đã vội vàng kết luận được nước lấn tới và hay mắng mỏ người khác thường xuyên xảy ra khi đối nhân xử thế cố gắng đừng nói quá nhiều về việc đúng sai của người khác hãy cố gắng nghĩ cho đối phương và cân nhắc cảm xúc của họ đối với người khác đó là một loại tôn trọng đối với bản thân đó là một loại tu dưỡng và lương thiện không sợ lời chế diễu trang tử trong chương mở đầu của tiêu diêu du kể một câu chuyện có một con cá ở biển bắc tên nó là côn loài cá lớn trong truyền thuyết thời xưa kích thước của côn lớn đến hàng nghìn dặm nó có thể biến thành chim bành có lưng dài ngàn dặm khi bay mạnh đôi cánh rộng mở như mây trên trời Loài chim này khi biển động và có gió thổi, đôi cánh đập vào mặt nước khuấy động sóng 3 vạn dặm, cưỡi cuồng phong vòng qua biển đến độ cao 9 vạn dặm và di cư đến Nam Hải. Chim sẻ sám chế nhạo chim bành, nói, tôi bay hết sức mình, gặp cây du hay cây đàn hương thì dừng lại, có lúc chẳng cần bay lên cao mà cứ thả tự do xuống, cần gì phải bay xa đến 9 vạn dặm ra Nam Hải chứ. Chim bành không quan tâm đến sự chế diễu của chim sẻ, nó xải cánh bay vút lên giữa núi và sông tận hưởng phong cảnh vô tận của thiên nhiên. Lấy tầm nhìn hạn hẹp để đo lường cái rộng lớn sẽ chỉ bộc lộ sự hời hợt và thiếu hiểu biết. Chúng ta nên nhìn xa hơn, theo đuổi cảnh giới cao hơn và rộng lớn hơn trong cuộc đời. Khi người khác không hiểu chúng ta, cũng có thể là do họ có kiến thức hạn chế hoặc thiếu hiểu biết, do vậy không cần thiết phải quá quan tâm đến việc họ chế nhạo hay cần giải thích gì cho họ. Mỗi người trên thế giới này đều không giống nhau, chúng ta không phải sống để làm hài lòng người khác cũng không phải sống cho người khác hãy tự mình lựa chọn và bước đi trên con đường nhân sinh của mình đừng sợ hãi bất cứ điều gì cẩn trọng với lời khen từ người khác châu kỵ là tể tướng nước tề thân cao hơn tám thước tướng mạo sáng sủa anh tuấn khách đến thăm còn nói ông là bậc nam tử khôi ngô tuấn tú vô song thiên hạ tuy nhiên cho đến khi châu kỵ nhìn thấy tử công và quan sát ông ta một cách cẩn thận châu kỵ nhận thấy rằng mình còn thua kém tử công vì vậy Châu Kỵ và Triều Bái Kiến Tể Uy Vương đã dùng câu chuyện của mình để khuyên nhủ vua, nhân dân cả nước muốn làm đẹp lòng đại vương và được đại vương chiếu cố. Vì thế, trong hoàn cảnh như vậy, những điều đại vương nghe thấy rất có thể không phải là điều chân thực. Châu Kỵ đề nghị Tể Uy Vương nên tiếp nhận lời can gián của quần thần và bách tính. Ngay khi lệnh được ban ra, tất cả các quan đại thần đều đến trình tấu sớ đông như chảy hội. Nước Tể bắt đầu có kỳ cương chính trị và dần dần trở nên hùng mạnh. Các nước Yến, triệu đều đến bái kiến nước tề để học hỏi. Trước những lời khen ngợi, Châu Kỵ đã cẩn thận suy nghĩ và phân tích kỹ lưỡng, bảo trì tư duy và nhận thức sáng suốt của mình, không hồ đổ tin theo một cách mù quáng. tề uy vương đã mở rộng ngôn luận và khiêm tốn tiếp nhận lời can gián của Châu Kỵ với tinh thần cởi mở, từ đó cho rồi kỳ cương chính trị của đất nước. Vì vậy, nước tề mới có thể thu phục các nước khác mà không cần sử dụng quân đội. Việc thích nghe những lời khen là điều dễ hiểu, nhưng điều cần phân biệt là đằng sau những lời tốt đẹp là lời nói từ đáy lòng hay chỉ là khẩu thị tâm phi chúng ta không nên bị mê hoặc bởi những lời tốt đẹp khi đó bạn sẽ không đánh mất chính mình lời kết chúng ta không nên bình luận về cuộc sống của người khác cũng không thể sống theo lời của người khác chúng ta nên là chính mình và sống đúng bản chất của mình chúng ta cần cẩn trọng ngôn hành của bản thân không nên phán xét người khác cũng đừng sợ lời đàm tiếu hãy tự mình lựa chọn và bước đi con đường nhân sinh của mình cuối cùng trước những lời tán dương hãy giữ vững sự sáng suốt và thận trọng của mình câu chuyện thứ ba tôn trọng người khác chính là cảnh giới cao nhất giúp thành tựu chính mình một danh nhân đã từng nói tôi từng nghĩ người khác tôn trọng tôi vì tôi xuất sắc dần dần tôi hiểu ra rằng người khác tôn trọng tôi vì họ rất xuất sắc những người xuất sắc lại càng hiểu việc tôn trọng người khác quả thực tôn trọng người khác cũng là tôn trọng và thành tựu chính mình có một ông lão ăn mày áo quần rách dưới Đầu tóc bù xù, cả người đều bốc mùi hôi khó chịu rừng chân trước một tiệm bánh ngọt nổi tiếng trong vùng. Sau một lúc băn khoăn, ông quyết định bước vào và xếp hàng. Nhiều vị khách đang đứng xếp hàng bên cạnh đều tỏ vẻ khó chịu, có người còn bịt mũi và phàn nàn với nhân viên cửa hàng. Thấy vậy, anh chàng nhân viên bán hàng quát to, "Ông kia, ông vào đây làm gì đấy? Đi ra ngoài đi." Ông lão ăn mày run rẩy đáp, "Tôi đến mua bánh ngọt mà." Ông vừa vét trong túi những đồng tiền lẻ cáu bẩn hỏi rằng cậu ơi loại bánh nào ở đây nhỏ nhất tôn trọng khách hàng bài học quý giá của ông chủ tiệm bánh đúng lúc này thì ông chủ tiệm bánh nhanh chân bước đến ông niềm nở lấy từ trong tủ kính ra một chiếc bánh ngọt nhỏ xinh đặt vào trong túi giấy gói ghém cẩn thận rồi đưa cho ông lão sau khi nhận số tiền từ ông lão ăn mày chủ tiệm niềm nỡ tiễn ông lão ra ngoài cửa sau đó ông chủ cúi gặp người và nói cảm ơn quý khách đã chiếu cố mua hàng Hoan nghênh quý khách lần sau lại tới. Ông lão ăn mày cầm chiếc bánh trên tay, nét mặt thể hiện rõ vẻ kinh ngạc, mắt rưng rưng lệ. Có thể đã lâu lắm rồi ông lão chưa được ai đối xử tôn trọng như vậy. Ông lão cười vui vẻ rồi quay người rời đi. Cháu trai của ông chủ tiệm bánh cũng có mặt và chứng kiến toàn bộ sự việc, cậu vô cùng thắc mắc nên gặng hỏi, "Ông nội, sao ông lại niềm nở với ông lão ăn mày đó như vậy ạ? À? Ông ta có gì đặc biệt sao?" Ông chủ tiệm bánh mỉm cười, nói điều đặc biệt nhất chính là ông ấy là khách hàng của chúng ta ông ấy đã phải chờ đợi rất lâu chịu rất nhiều vất vả mới tích góp được những đồng tiền ấy sau đó ông ấy dùng chúng để mua bánh ngọt của cửa hàng chúng ta sự ưu ái ấy không đáng để chúng ta niềm nở với khách hàng của mình hay sao người cháu trai lại tiếp tục hỏi nếu như vậy thì sao ông còn lấy tiền của ông ăn mày ấy làm gì nếu tặng miễn phí cho ông ấy có phải đặc biệt hơn không ông chủ tiệm cười đáp hôm nay ông ấy đến đây với tư cách là khách hàng chứ không phải đến để ăn xin cháu ạ à, ông ấy hoàn toàn có đủ khả năng chi trả cho bản thân thì chúng ta phải tôn trọng điều đó nếu như cửa hàng chúng ta không lấy tiền thì chẳng phải đã làm nhục ông ấy rồi sao sau đó người ông cũng dạy cháu rằng khi đã làm kinh doanh nhất định cháu phải nhớ kỹ điều này hãy tôn trọng từng khách hàng bất kể họ là ai ngay cả đó là một người ăn mày bởi tất thảy những thứ chúng ta có được hôm nay đều là do khách hàng mang lại ông chủ tiệm bánh này chính là ông nội của tỷ phú Nhật Bản Ioriaki Satsumi. Câu chuyện kinh doanh nhỏ chứa đựng bài học đắt giá hơn vàng đã giúp Ioriaki Satsumi tìm được phương hướng đúng đắn để ngày một phát triển, khẳng định vị thế của mình trên thương trường. Có thể thấy rằng, dù là ông lão ăn mày khó coi hay nhân vật sang trọng, họ đều xứng đáng được đối xử như một thượng đế. Và hơn thế nữa, sự tôn trọng cần được thể hiện bằng thái độ tận tâm thực sự không phải vì nhắm đến lợi ích đằng sau đó, vì khi đã có lòng tôn trọng khách hàng, lợi nhuận ắt tự đến. Ông chủ của tiệm bánh đó chính là ông nội của Iogiaki Satsumi, một doanh nhân Nhật Bản có tiếng trong thời kỳ bong bóng kinh tế Nhật Bản. Ford đã liệt kê Satsumi là người giàu nhất thế giới trong giai đoạn 1987-1994 do các khoản đầu tư bất động sản lớn của ông thông qua tập đoàn Seibu do ông điều hành. Igoriyaki Satsumi từng chia sẻ rằng hành động năm đó của ông nội khiến ông khắc cốt ghi tâm. Sau này, ông cũng thường chia sẻ câu chuyện này ở các buổi thuyết giảng và yêu cầu nhân viên của mình luôn đặt tôn chỉ tôn trọng khách hàng lên hàng đầu. Có thể thấy, sự tôn trọng ở đây nó không phải là cái phép lịch sự trong xã giao nơi thương trường, mà nó bắt nguồn từ sự đồng cảm, sự thiện lương, sự quan tâm và sự chân thành từ sâu thẳm trong tâm của một người tử tế. Sự tôn trọng ấy nó hoàn toàn là vị tha không mang chút màu sắc vị tư hay lợi ích cá nhân nào trong đó cả cũng không chịu ảnh hưởng của thân phận hay địa vị đây là cảnh giới đạo đức và sự giáo dưỡng của một người nó vốn là điều không thể giả được và nó sẽ luôn để lộ ra một mặt chân thật trong nhân cách của bạn mạnh tử từng nói kẻ yêu người người sẽ mãi mãi yêu lại kẻ kính trọng người người sẽ luôn kính trọng lại chỉ khi biết cách tôn trọng người khác chúng ta mới có thể nhận được sự tôn trọng người sống ở đời dựa vào hai chữ tôn trọng để đứng vững trong xã hội biết đánh giá đúng về lòng tôn trọng mới là người thực sự khôn ngoan vì thế bất kể yêu mến hay chán ghét mọi người vẫn cần phải dành cho nhau đủ sự tôn trọng phương cách tốt nhất để hòa đồng với tất cả mọi người chính là với người ở trên mình thì không kiêu ngạo với người ở dưới mình thì phải khiêm tốn tôn trọng người khác kỳ thực cũng là đang thành tựu chính bản thân mình tôn trọng người khác là đang thành tựu chính mình một người quen là quản lý cấp cao của một khách sạn từng chia sẻ với tôi về câu chuyện phỏng vấn của anh ấy như thế này lần đó anh ấy đi phỏng vấn cho vị trí trợ lý tổng giám đốc khách sạn trải qua vài vòng phỏng vấn cuối cùng chỉ còn lại anh ấy và một cô gái khác hai người được trực tiếp phỏng vấn với giám đốc ngày hôm đó hai người được gọi tới văn phòng của tổng giám đốc trên đường lên phòng thì gặp một bác lao công đang lau kính xe làm vệ sinh của bác đặt ngay bên cạnh khi bác quay xe không may chiếc xe va vào cô gái kia khiến nước bẩn ở trong xe văng vào hai người quần áo và giày của hai người đều bị dính nước cô gái kia tức giận nói bà có mắt không vậy hả rõ ràng biết là phía sau có người hay là bà cố tình vậy lát tôi còn đi phỏng vấn bà xem tôi như này đi gặp người ta nếu chẳng may có trượt thì bà có chịu được trách nhiệm hay không đúng là đen đủi mà nói xong cô quay sang nói với người bạn của tôi anh đợi tôi một tí nhé tôi đi chỉnh lại quần áo một chút rồi mình cùng đi đi một mình thì cũng không hay đúng không nào nói xong còn chưa đợi đối phương trả lời cô đã vội vàng đi về phía nhà vệ sinh người anh nghe cô gái nói xong liền mất hết thiện cảm trong lúc đợi cô ấy anh ấy nói chuyện với bác lao công thậm chí còn giúp bác ấy lau những chỗ kính ở trên cao cuối cùng khi cả hai vừa đặt chân vào phòng làm việc của tổng giám đốc vị tổng giám đốc liền đưa tay ra bắt tay với người ứng tuyển nam và nói chúc mừng cậu đã được nhận rồi thì ra sự việc của bác lao công khi nãy chính là thử thách cuối cùng dành cho hai người vị tổng giám đốc nói chúng ta làm trong ngành dịch vụ trong lòng phải có người khác biết cách tôn trọng người khác là điều vô cùng quan trọng vậy mới nói tôn trọng người khác chính là biểu hiện quan trọng của một người có đạo đức hiểu lý lẽ để tâm tới cảm nhận và biết nghĩ cho người khác có vậy bạn mới có được sự tin tưởng và ủng hộ của người khác người khác tôn trọng bạn là bởi vì họ rất xuất sắc tôn trọng người khác chính là sự tu dưỡng của một người cũng là cơ sở lập thân của một người doanh nhân nổi tiếng nhật bản matsugita trong một lần bị ốm một vài người bạn đã đến thăm ông ông mời họ ra nhà hàng dùng cơm ông gọi cho mỗi người một phần bít tết và mọi người đều ăn uống rất vui vẻ riêng bản thân ông chỉ ăn hết một nửa ông matsugita đã nhờ người phục vụ gọi đầu bếp đến người đầu bếp đến và cảm thấy có chút khó hiểu ông matsugita nói với đầu bếp rằng Mọi người đã ăn sạch miếng bít tết rồi, con tôi chỉ ăn được một nửa miếng này. Không phải bởi mùi vị không ngon, mà vì tôi đã ngoài 80 tuổi rồi, sức ăn cũng kém đi. Tôi muốn nói trực tiếp với cậu vì tôi lo rằng cậu có thể buồn khi nhìn thấy phần thừa của miếng bít tết này. Sau khi nghe xong, người đầu bếp cảm động, cúi đầu chào ông Matsushita. Một danh nhân đã từng nói, tôi từng nghĩ người khác tôn trọng tôi vì tôi xuất sắc. Dần dần, tôi hiểu ra rằng người khác tôn trọng tôi vì họ rất xuất sắc những người xuất sắc lại càng hiểu việc tôn trọng người khác ông matsujita là một trong những doanh nhân vĩ đại nhất nhật bản ông đối xử với mỗi người đều bình đẳng không vì thân phận mà khinh thường người khác ông không cho rằng chuyện của người đầu bếp là chuyện nhỏ matsujita đặt mình vào vị trí của người đầu bếp và dùng tấm lòng chân thành của mình để đối đãi với ông ấy không tạo rắc rối cho vị đầu bếp này người ta hay nói rằng đừng bao giờ nghĩ rằng người khác tôn trọng bạn có nghĩa là bạn vượt trội hơn họ chúng ta nên luôn biết rằng chính vì sự vượt trội của người khác mà họ tôn trọng chúng ta suy cho cùng những người trí thức thường tôn trọng người khác hơn là một trong những doanh nhân vĩ đại nhất nhật bản ông matsujita đối xử bình đẳng với tất cả mọi người không coi thường bất kỳ ai về địa vị xã hội của mình chỉ sau khi người ta có thể tôn trọng những người địa vị thấp hơn thì người đó mới được coi là người vĩ đại bởi vậy mới nói, tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng chính bản thân mình. Chu dịch giảng, thượng giao bất xiểm, hạ giao bất độc, nghĩa là không nịnh hót kẻ mạnh, không khinh mạn người yếu hơn mình. Đây là sự lương thiện trong trái tim của một người, cũng chính là nhân cách và sự tu dưỡng của người đó. Hiểu được cách tôn trọng, sẽ biết đặt mình vào vị trí, hiểu được chỗ khó xử của họ. Hiểu được cách tôn trọng, sẽ nâng cao sự tu dưỡng của mình, có thể trở thành ngọn đèn cho người khác hiểu được cách tôn trọng sẽ giúp thăng hoa trí tuệ cảm xúc của mình khiến mình trở nên ưu tú hơn sự tôn trọng không phải chỉ là phép lịch sự trong xã giao nơi thương trường mà nó bắt nguồn từ sự đồng cảm sự thiện lương sự quan tâm và sự chân thành từ sâu thẳm trong tâm của một người tốt thực sự sự tôn trọng ấy nó hoàn toàn là vị tha không mang chút màu sắc vị tư hay lợi ích cá nhân nào trong đó cả cũng không chịu ảnh hưởng của thân phận hay địa vị đây là cảnh giới đạo đức và sự giáo dưỡng của một người, nó vốn là điều không thể giả được và nó sẽ luôn để lộ ra một mặt chân thật trong nhân cách của một người. Câu chuyện thứ tư cảnh giới cao nhất khi nói chuyện mà cả bạn và tôi đều nên học hỏi. Một người có trình độ hay không chủ yếu biểu hiện thông qua cách nói chuyện của họ. John Davison Rockefeller Sr. ông vua giàu mỏ dầu có từng nói nếu giao tiếp là một món hàng, tôi sẽ trả nhiều hơn bất cứ thứ gì để mua nó những người không thể giao tiếp luôn xây dựng những bức tường tre một cách vô hình ngược lại người biết nói chuyện thường mang lại những điều may mắn và tốt lành trong cuộc sống như cá gặp nước nói chuyện là một bản năng nhưng nói là một môn tu luyện đòi hỏi sự học hỏi không ngừng những người thực sự có thể nói chuyện biết cách kiểm soát thái độ khi mở miệng và có chừng mực trong lời nói một lời nói xấu lời nói tốt trong sử ký có ghi chép câu chuyện rằng con ngựa mà sở trang vương yêu quý không may bị bệnh mà chết. Để tưởng nhớ, ông quyết định dùng nghi lễ đối với đại phu để mai táng chôn cất. Động thái này bị các triều thần phản đối kịch liệt. Họ cho rằng áp dụng hình thức lễ nghi như vậy là không phù hợp. Nhiều quan đại thần lấy cái chết để can gián, nhưng sở trang vương vẫn kiên quyết theo ý mình. Ngay khi quần thần lắc đầu và thở dài, yêu mạnh, người thị vệ hầu hạ đột nhiên bật khóc. Sở trang vương ngạc nhiên và hỏi anh ta, ái khanh, có việc gì làm ông khóc vậy? Yêu mạnh lau nước mắt và nói, nước sở đường đường là một nước lớn, có việc gì mà không thể làm được chứ? Đại vương yêu ngựa quý tới mức dùng nghi thức với bậc đại phu để nghi lễ, còn ngại gì mọi người coi thường. Thần xin đại vương cho chôn cất theo nghi thức đối với bậc quân vương, để các nước chư hầu cũng biết được quy lực to lớn của nước sở. Quần thần nghe thấy những lời nói này của yêu mạnh thì ổ lên ngạc nhiên. Sở trang vương im lặng hồi lâu không nói gì một lúc lâu sau mới nói là do do ta thiếu suy nghĩ, việc chôn cất ngựa quý dừng lại ở đây thôi. Yêu mạnh đã quen với tính khí của sở trang vương, biết rằng những lời can gián mạnh mẽ, cứng rắn sẽ chỉ có tác dụng hoàn toàn ngược lại. Vì vậy, trước tiên thuận theo ý ông ấy mà nói, sau đó mới kín đáo khuyên ngăn, quả nhiên như vậy thực sự có hiệu quả. Khi khuyên nhủ người khác không nên chỉ ra khuyết điểm của họ, trước tiên cần khen ngợi ưu điểm của họ, Người ta khi vui vẻ thì lời nói cử chỉ dễ đi vào lòng người, tức giận thì người khác khó lọt tai. Khi giao tiếp với mọi người, nếu ngôn từ quá thẳng thắn, dễ gây phản cảm cho đối phương, thậm chí dẫn đến tranh chấp và mâu thuẫn. Ngược lại, nếu nói chuyện dịu dàng, nhẹ nhàng, đối phương có tâm trạng vui vẻ, sẽ dễ nghe lọt tai ý kiến của bạn. Những lời nói khiến người khác cảm thấy không thoải mái, không ngại hãy nói một cách nhẹ nhàng, hàm xúc, khéo léo. Hai, những lời cay nghiệt và những lời nhẹ nhàng. Nhà tâm lý học người Mỹ Marvel nói, có thể chúng ta không nghĩ cách nói chuyện của mình là bạo lực, tuy nhiên, thực sự lời nói thường có thể gây thống khổ cho bản thân và người khác. Giang Đông Lưu kể rằng khi anh còn nhỏ, cha ông dạy dỗ quản giáo ông một cách rất nghiêm khắc, phương pháp giáo dục cũng rất đơn giản và thô lỗ. Khi thi cử không đạt tiêu chuẩn hoặc vô tình phạm phải sai lầm nhỏ, đều mắng chửi một trận thậm tệ. Nếu tiếp tục không đạt tiêu chuẩn như thế, Cha sẽ không bao giờ dễ dàng tha thứ cho con. Lần sau nếu còn dám làm như vậy thì con hãy cút ra khỏi nhà. Mỗi khi bị cha phê bình tới mức không còn mặt mũi nào như vậy, ông lại đặc biệt ghen tị với cậu bạn Tiểu Kiệt, người hàng xóm của mình. Thành tích của Tiểu Kiệt cũng không ổn định, dù bài kiểm tra của cậu ấy có tệ đến đâu, cha cậu ấy có tức giận thế nào đi chăng nữa, vẫn sẽ luôn cố gắng kiềm chế. Điều ông ấy thường nói là, con đã hơn một lần làm bố thất vọng, lần sau con phải cố gắng lên cuối cùng giang đông lưu trong lòng luôn không thoải mái vui vẻ vì bị cha chỉ trích nặng nề trong lớp học không tập trung điểm số không được cải thiện về phần tiểu kiệt vì trong lòng không có áp lực nên điểm số của cậu ấy đã được cải thiện nhanh chóng khi xảy ra mọi chuyện một mực nói ra những lời cay nghiệt độc ác chỉ có thể kéo người khác vào hầm băng để lại trong lòng người khác chỉ là sự buồn bã đen tối lời nói nhẹ nhàng nhu hòa nhưng như mưa gió xuân càng dễ được người khác chấp nhận tôi có một người em họ đến nhận chức ở một trường tiểu học năm ngoái vì mới làm quen môi trường mới chưa thích nghi nên thành tích giảng dạy rất thấp sau giờ học cô được gọi đến văn phòng hiệu trưởng vốn dĩ tôi đã sẵn sàng bị phê bình nhưng không ngờ rằng thầy hiệu trưởng chỉ nói câu này cô giáo lý hiện nay phụ huynh có vẻ không cảm thấy yên tâm khi gửi con vào lớp cô cô hãy mau sớm thay đổi đi lời khuyên răn nhẹ nhàng của thầy hiệu trưởng không chỉ khiến cô em họ an tâm mà còn khiến cô thực sự chút được gánh nặng tập trung cải thiện sớm giành được vị trí đầu tiên trong lần đánh giá thứ hai tuân tử từng nói nói lời tổn thương người khác thì sâu sắc giống như bị ngọn giáo đâm vào người nói với mọi người những lời thiện lương thì ấm áp giống như tơ lụa quấn vào người lời nói thô bạo gay gắt giống như trong đó có mùi thuốc súng thường gây ra những vết thương khó lành nhưng những lời nói nhẹ nhàng có thể lấy nhu thắng cương làm tan chảy tảng băng giữa con người với nhau nói nhỏ nhẹ không phải để lấy lòng người khác mà là lấy lòng người khác và chu đáo ở mọi nơi lời nói dịu dàng ôn hòa không phải vì cố gắng lấy lòng người khác mà là luôn đặt người khác trong tâm luôn thông cảm cho người khác khi nói tốc độ nói nên chậm lại một cách thích hợp và giọng điệu càng nhẹ nhàng càng tốt để giao tiếp với mọi người tự nhiên dễ chịu hơn ba, nói khoác. Có câu, kiêu căng là khởi đầu của thất bại, kiêu ngạo là kết thúc của sự khôn ngoan. Nếu một người đánh giá quá cao bản thân, đã tự thất bại thảm hại không còn manh giáp. Trong một kỳ của Phi Nhĩ Mặc Trúc, một người tìm việc tên là Dương Hưng tưởng đã có một bài hùng biện hùng hồn. Anh tuyên bố sẽ trở thành một phù thủy kinh doanh, sẵn sàng sử dụng trí tuệ của mình để giúp các doanh nhân đạt được thành công và đề xuất mức lương hàng tháng là 90.000 nhân dân tệ. Khi doanh nghiệp hỏi anh về những thành tích công việc đã đạt được, anh không thể đưa ra một ví dụ nào về sự thành công của mình. Đối diện với sự chất vấn nghi ngờ của người sáng lập, anh ta không những không thể đưa ra lời giải thích, ngược lại còn lên lớp cho đối phương một bài. Kết quả ngay từ vòng đầu bỏ phiếu, các nhà doanh nghiệp đều khó chịu và loại bỏ anh ta. Lão tử có một câu danh ngôn chí lý, đại tượng vô hình, đại âm hy thành nghĩa là tiếng lớn ầm ầm như không có tiếng, hình lớn hiện ra như không có hình người có tài trí cao nhưng luôn khiêm tốn không để lộ tài năng vẻ ngoài biểu hiện ra giống như một người ngu dốt nhưng thực ra lại là người có trí tuệ phi phàm đó là thể hiện ra công phu và bản lĩnh của bậc quân tử tài trí người có giọng điệu càng cao càng không có tiền đồ quá lớn người có thực lực chưa bao giờ lớn tiếng khổng tử từng giảng một câu chuyện rằng nước lỗ có một vị tướng quân tên mạnh chi phản khi đại quân bại trận ông đã chủ động dẫn thuộc hạ về hậu phương để chống lại sự truy đuổi của kẻ thù. Sau khi trở về thành an toàn, mọi người khen ngợi ông, nhưng ông đáp, không phải tôi dũng cảm, mà là con ngựa của tôi không chịu đi. Mạnh Chi Phản là vị anh hùng nổi tiếng, nhưng ông không vì thế mà vinh váo tự đắc và thể hiện khả năng. Ngược lại, ông luôn khiêm tốn, không phụ công lao nên mọi người càng thêm khâm phục. Có câu danh ngôn nổi tiếng, không nói khoác, đừng ham cầu hư danh đừng nói về những điều thừa. Người thực sự kiên cường, không bao giờ nói một cách hùng hồn hay khoe khoang về bản thân, mà không ngừng cải thiện bản thân một cách khiêm tốn. Trong mỗi bước đường của kiếp nhân sinh hãy học cách tự kiểm điểm bản thân, tìm thấy vị trí thích hợp của mình. 4. Nói nhanh, nói chậm. Trong lễ ký có câu, thủy thâm tắc lưu hoãn, nhân quý tắc ngữ chỉ nghĩa là, nước sâu chảy chậm, người tôn quý ăn nói từ tốn chậm rãi. Nói năng quá vội vàng thường sinh ra thị phi vô cớ. Nói năng chậm rãi là cách tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn và duy trì mối quan hệ. Hai năm trước, tôi đang làm việc trong một công ty quảng cáo và từng có một cuộc tranh cãi với một đồng nghiệp về công việc của mình. Khi đó, chúng tôi cùng chịu trách nhiệm sản xuất quảng cáo sản phẩm giai đoạn 1. Tôi chịu trách nhiệm phối khí trước và viết bài, còn anh ấy chịu trách nhiệm quay và chỉnh sửa. Tuy nhiên, trong quá trình quay, chúng tôi đã xảy ra tranh chấp về nhiều bối cảnh và thiết kế bố cục có lần tôi lo lắng nói trước toàn đội trước đây tôi đã nói rất rõ ràng rốt cuộc cậu có thể hợp tác hay không nếu không được thì đuổi người đi người đồng nghiệp này không chỉ từ chối kết nối lại với tôi mà còn xa lánh không thân thiện mặc dù là do công việc không đạt được kết quả như mong đợi nên tôi rất lo lắng tuy nhiên Cách nói trước đám đông đáng xấu hổ này không những không giải quyết được vấn đề mà còn khiến tôi phải trả giá là mất đi một người đồng nghiệp cùng tác chiến. Kể từ đó, tôi đã học được cách suy nghĩ cân nhắc cẩn thận, bỏ qua những lời khiến người khác tức giận trước khi mở miệng. Tôi rất tán đồng một câu nói của Seneca, cách tốt nhất để điều trị cơn tức giận là chờ đợi. Người càng nóng này càng dễ nói ra những lời bị kích động. Khi không kiểm soát được cảm xúc, lời nói đến đầu môi, hãy học cách thử đợi một lát suy nghĩ kỹ rồi hãy nói, mọi thứ sẽ có kết quả khác nhau. Trong lịch sử, gia tộc Lang Gia Vương Thị là hảo môn đại tộc lấy lừng nổi tiếng. Trong hơn 1.000 năm từ nhà Hán đến nhà Thanh, vương tộc có 36 hoàng hậu và 36 thê thiếp, người được phong hầu bái tướng có vô số. Điều khiến mọi người không thể tưởng tượng được đó là tất cả đều dựa vào phương châm gia tộc sáu chữ. Ngôn nghi mạn, tâm nghi thiện. Lời nói chậm rãi, cử chỉ ngay chính nghiêm túc, thì đạo đức sẽ được nâng cao đi bộ quá nhanh có thể dễ dàng ngã xuống đất nói quá vội vàng có thể dẫn đến thị phi khi tiếp xúc với mọi người hãy cho bản thân thêm một chút thời gian để lặng im giữ thái độ đúng mực khi hành sự và trong đối nhân xử thế cân nhắc kỹ lưỡng nói chậm khi muốn nói gì đỏ để lại khoảng trống suy nghĩ và tôn trọng lẫn nhau câu chuyện thứ năm lão tử khi người khác mắng chửi bạn tốt nhất là nên mỉm cười bỏ qua con người sống trên đời khó tránh khỏi có lúc bị người khác bực tức chỉ trích, oán trách, nói xấu, thậm chí miệt thị phỉ báng. Nếu vì thế mà bực tức thì quả là không đáng chút nào. Đối diện với sự đả kích của người khác, càng phản ứng mãnh liệt thì càng không có hồi kết, chi bằng không động tĩnh gì, thì sẽ chẳng điều gì lay động nổi. Vào thời Xuân Thu, Lão Tử là người có đạo đức rất cao, có tấm lòng khoan dung, quảng đại, tư tưởng uyên thâm, bởi vậy danh tiếng của ông truyền vang khắp thiên hạ. Một ngày nọ, một người học giả tên là Sĩ Thành ỉ tự xưng là học rộng tài cao, đến thăm Lão Tử. Ông thường nghe mọi người ca ngợi Lão Tử liền cảm thấy rất hiếu kỳ. Lẽ nào đạo đức và kiến thức của Lão Tử lại siêu nhiên như vậy được? Do vậy, ông đã trải qua hàng ngàn dặm để tìm đến nhà của Lão Tử. Môi trường xung quanh nhà Lão Tử rất sơ sài căn phòng thì rột nát, xem ra có chút gì đó lộn xộn. Học giả Sĩ Thành ỉ thấy vậy, trong lòng cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng rất không vui ông liền nói với lão tử rằng tôi nghe nói ông là người có trí tuệ cao siêu lại là người có đạo đức cao tôi vì danh tiếng của ông mà đến đây nhưng đến đây tôi cảm thấy rất thất vọng nhà của ông thực sự không khác nào ổ chuột chuồng bò chuồng ngựa chuồng lợn là mấy tôi không biết có thể học hỏi được điều gì ở ông thực sự là rất thất vọng nói xong ông liền đưa mắt nhìn lão tử thấy lão tử hoàn toàn không để tâm sĩ thành ỷ cũng tỏ ra bất lực sau đó quay người trở về trên đường trở về trong tâm ông không thể tính lại được không ngừng suy nghĩ trong tâm sao ta cứ cảm thấy kỳ kỳ thế nào theo lý mà nói danh vọng của lão tử lừng lẫy như vậy khi đứng trước mặt ông ấy tại sao ta không thể cảm nhận được vẻ đặc biệt từ ông hơn nữa ta dùng lời lẽ châm biếm và chỉ trích ông tại sao ông ta lại không có phản ứng gì nếu ta nắm lý ta đáng lẽ phải rất vui nhưng tại sao ta lại cảm giác khó chịu trong tâm lại trống không như thế ông suy nghĩ một hồi ngày hôm sau không nhịn được ông bèn quay lại tìm gặp lão tử thật kỳ lạ hôm qua tôi đến thỉnh giáo ngài tôi đã vô lễ với ngài như vậy đã nói những lời xúc phạm ngài vì sao ngài không có phản ứng gì cũng không cảm thấy tức giận lão tử bình thản nói cái gì gọi là thánh nhân với chẳng không thánh nhân loại danh hiệu này ta đã vứt đi như vứt chiếc giày rách từ lâu rồi nếu tôi có được thực chất của đại đạo thì có liên quan gì việc ông trừ tôi là trâu là ngựa hay là chuột tôi vẫn là tôi con người sống trên đời khó tránh khỏi có lúc bị người khác bực tức chỉ trích oán trách nói xấu thậm chí miệt thị phỉ báng nếu vì thế mà bực tức thì quả là không đáng chút nào kinh phật có viết con người phải bát phong bất động đối diện với sự đả kích của người khác càng phản ứng mãnh liệt thì càng không có hồi kết chi bằng không động tĩnh gì thì sẽ chẳng điều gì lay động nổi bởi vậy đừng bao giờ tranh cãi với những người có nhận thức và đẳng cấp không giống bạn bạn chỉ cần làm tốt việc của bản thân mình sống thành thật, thiện lương, bao dung và vô tư, nhân quả sẽ giúp bạn sáng tỏ. Trang tử trong thu thủy đã từng giảng qua một câu nói như sau, côn trùng mùa hạ không thể nói những lời lẽ khiến người ta cảm thấy giá bút. Ý nghĩa là, đừng nói chuyện băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè, bởi côn trùng mùa hè không thể sống đến mùa đông, làm sao có thể sống đến mùa đông. Không bao biện không có nghĩa là trong tâm bạn đuối lý, không tranh cãi, không đồng nghĩa với việc bạn đã sai. Nếu bạn là người thanh cao, thanh bạch, thân phận đoan chính thì nhất định sẽ có ngày được chứng minh. Câu chuyện thứ sáu, trí tuệ cổ nhân, thành sự tại cần, mưu sự kỵ lười. Cổ ngữ có câu, thành sự tại cần, mưu sự kỵ lười. Một người muốn đạt được thành tựu trong đời thì phải siêng năng cần mẫn, không được bê trễ lười biếng. Trong lịch sử, rất nhiều nhân tài chắc tuyệt đều là người vô cùng chăm chỉ, chịu được khổ, nhẫn chịu được sự cô quạnh tịch mịch. Tư Mã Quang là thừa tướng nổi tiếng thời Bắc Tống, là tác giả của bộ sách sự nổi tiếng Tư trị thông giám. Ông được đánh giá là một trong những vị quan văn, võ tướng tài năng và tận trung nhất qua các triều đại. Mặc dù có học vấn uyên bác như vậy nhưng Tư Mã Quang lại không phải người thông minh thiên bẩm. Những thành tựu mà ông đạt được đều nhờ vào sự chăm chỉ, khổ công học tập trong suốt cuộc đời mình. Thời niên thiếu, Tư Mã Quang có trí nhớ kém, khả năng ghi nhớ của ông kém nhất nhà, lại dễ quên. Lúc nhỏ, khi cùng học chung với anh và em trai Tư Mã Quang luôn là người thuộc bài sau cùng. Thời cổ đại, người học rất chú trọng đọc thuộc lòng, trong quá trình đọc người học sẽ lý giải được nội dung một cách sâu sắc và lĩnh hội được hàm ý cao thâm hơn. Gia đình Tư Mã Quang có mời thầy giáo đến giảng bài cho ba anh em, thầy giáo luôn yêu cầu họ học thuộc lòng. Anh và em trai Tư Mã Quang chỉ cần đọc vài lần là có thể thuộc nhưng riêng Tư Mã Quang cần đọc hơn 10 lần mới thuộc được tư mã quang cảm thấy sức nhớ của mình kém xa anh và em trai nên liền nghĩ ra một cách để khắc phục nhược điểm đó mỗi khi thầy giáo giảng bài anh và em trai của ông đều cố gắng đọc và nhớ thật nhanh xong liền để sách vở đó đi chơi chỉ có tư mã quang là không chịu đi chơi mà đóng cửa sổ lại tập trung sức chú ý của bản thân rồi đọc to ông đọc đi đọc lại đọc cho đến khi thuộc gấp sách lại có thể đọc một cách trôi chảy không sai chữ nào thì mới chịu nghỉ tư mã quang từ lúc nhỏ cho đến lúc già luôn kiên trì học tập không lười nhác sau khi làm quan lại càng khắc khổ học tập hơn nữa nơi ông ở ngoài sách vở và giường nằm ra không còn thứ gì đáng giá khác giường nằm của ông cũng rất đơn giản chỉ là một tấm ván gỗ một tấm chăn thô và một chiếc gối tròn làm bằng gỗ sở dĩ ông dùng gối gỗ tròn là bởi ông biết rằng khi đọc sách một lúc lâu thì sẽ cảm thấy mệt mỏi và sẽ dễ dàng muốn nằm xuống giường nghỉ ngơi cho nên ông đã dùng gối gỗ tròn để gối đầu gối gỗ tròn đặt trên tấm ván rất dễ bị lăn chỉ sơ ý một chút là lăn đầu sẽ đập xuống tấm ván như vậy sẽ tỉnh giấc và bỏ dậy đọc sách tiếp tư mã quang đặt tên cho chiếc gối này là cảnh trầm gối cảnh tỉnh tư mã quang muốn thông qua cảnh trầm mà nhắc nhở bản thân không được lười biếng phải dốc lòng cần mẫn đốc thúc bản thân chăm chỉ khổ học nhờ vậy mà cuối cùng ông trở thành một học giả vô cùng nổi danh một vị danh tướng đời tống khác là vương an thạch từ nhỏ cũng đã ham mê học tập không biết mệt mỏi cho dù là lúc ăn cơm hay nghỉ ngơi trên tay ông không rời quyển sách phạm vi học tập của vương an thạch cũng rất rộng kinh thư nho gia sách sử cổ đại các sáng tác triết học tiểu thuyết thơ ca thậm chí cả các loại sách về y học ông cũng đều đọc để tiếp thụ tri thức trong đó không chỉ là học tập tri thức trên sách vở ngay cả cách nông phu làm ruộng như thế nào con gái phụ nữ theo thùa ra sao ông cũng tìm hiểu. Năm 22 tuổi, Vương An Thạch thi đỗ tiến sĩ, làm phán quan ở Dương Châu. Ở sở trị, chỉ cần không phải xử lý việc công, ông lại vùi đầu vào học tập. Vương An Thạch thường quên ăn quên ngủ đọc sách. Có những hôm mải đọc đến lúc rạng sáng ông mới ngủ một hai tiếng sau đó vội vàng dậy ăn uống và vào phủ làm việc. Chính vì vậy mọi người thường nhìn thấy ông trong bộ dạng đầu tóc, y quan không được chỉnh tề. Lúc ấy đảm nhiệm chi phủ Dương Châu là Hàn Kỳ, Hàn Kỳ nghĩ rằng ban đêm Vương An Thạch đã làm việc không đàng hoàng nên mới có bộ dạng đó, nên đã nhiều lần khuyên bảo để ông trân trọng và yêu thương bản thân, đừng đi lạc đường. Vương An Thạch mỗi lần nghe xong chỉ cảm ơn sự dạy dỗ của chi phủ mà không biện bạch gì thêm. Về sau, một lần Hàn Kỳ có công vụ khẩn nên đêm khuya rồi vẫn đến phủ tìm Vương An Thạch. Lúc này Hàn Kỳ mới biết được Vương An Thạch suốt đêm đều đọc sách. Từ đó về sau, Hàn Kỳ càng thêm phần kính phục Vương An Thạch suốt mấy chục năm ngày nào cũng như ngày nào vương an thạch đều đọc rất nhiều sách nghiên cứu rất nhiều kinh thư điển tịch nhờ vậy nhãn giới của ông trở nên rộng lớn học thức trở nên uyên bác được sử sách lưu danh trong cuộc đời bất luận là ai khuyết điểm của họ đều có cách khắc phục được và bất luận là ai muốn thành tựu được sự nghiệp to lớn đều cần trải qua nỗ lực cố gắng chỉ những người có tinh thần cao độ thêm vào đó là sự cần mẫn chịu khó không ngại khổ tự giác tự ước thúc bản thân mới có thể thành công. Câu chuyện thứ bảy, Lã Động Tân hỏi một câu, sư phụ kinh ngạc, ngang bằng với 3.000 công đức, 800 thiện hành. Lã Động Tân có thể được xem là một trong những vị thần tiên nổi tiếng nhất trong bát tiên, dân gian tương truyền đạo thuật của ông Cao Siêu, hay làm việc thiện, giúp đỡ người nghèo khó, ông được dân chúng vô cùng kính trọng. Nhưng trước khi đắc đạo thành tiên, vị lá đại tiên nhân này là một học giả sống ở thời nhà đường trong toàn đường thi cũng bao gồm 4 tập thơ của ông, tổng cộng với hơn 200 bài thơ. Tuy nhiên, có rất nhiều học giả tài năng, vậy làm sao ông có thể đắc đạo thành tiên? Ngay cả sư phụ Trung Ly Quyền của ông cũng nói rằng, trong hơn 1.100 năm từ thời nhà Hán đến nhà đường, ông đã tính toán rất kỹ mới nhận một đồ đệ như Lã Động Tân. Vậy ở Lã Động Tân có điểm gì đặc biệt? Một ngày nọ, một anh chàng thư sinh đẹp trai có khuôn mặt trắng trẻo, tầm thước hơn mét tám đến gõ cửa một ngôi nhà, người này không ai khác chính là nhân vật lã động tân nhưng sau chuyến đi xa quay trở về anh gõ cửa rất lâu chỉ thấy vắng lặng không có khuôn mặt quen thuộc của người nhà xuất hiện trong lúc không biết làm thế nào anh đành trèo qua tường bước vào phòng cảnh tượng trước mắt khiến anh thất kinh anh thấy tất người nhà mình lần lượt nằm trên giường không ai còn thở giống như họ bị bệnh và chết vậy biến cố thình lình này không khác gì xét đánh ngang tai người bình thường chẳng phải đau đớn thống khổ đến mức nghẹt thở sao nhưng lá động tân lại bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc, im lặng một hồi lâu, không rơi một giọt nước mắt, lục tung tìm mấy cái hộp và tủ, tìm tất cả tiền bạc trong gia đình và định mua một cái quan tài để tẩm liệm thi thể người nhà. đúng lúc khi anh chuẩn bị đi ra ngoài thì bất ngờ có một người nhà mở mắt ra, sau đó người này lại bất ngờ ngồi dậy, không phải là xác chết vùng dậy mà thực sự là sống dậy. tiếp đến là người thứ hai, thứ ba và cuối cùng tất cả các thành viên trong gia đình đều ngồi dậy. Lúc này đúng thật là một điều kỳ diệu và đáng mừng khôn xiết, nhưng lá Động Tân không cảm thấy vui mừng quá mức, anh vẫn hết sức bình tĩnh. Chẳng lẽ lá Động Tân là một kẻ máu lạnh, vô tình, hoàn toàn trái lại, chỉ là lá Động Tân có cái nhìn sâu sắc về lẽ trời và nhân thế, tin rằng sinh tử hữu mệnh, linh hồn người thân đã lìa khỏi xác thì đều có con đường đi riêng. Nếu nhân duyên đã hết, dốc lòng thành ý và lễ nghi để chôn cất họ. Miễn là khi còn sống có thể tu thiện, thì khi ra đi sẽ đi tới được nơi tốt đẹp. Thiên đạo là như thế, làm sao có thể sinh lòng oán trách. Đời người làm sao có thể luôn được như ý, nhưng cần phải làm được không hồ thẹn với lòng mình. Đó là lý do tại sao lá động tân có thể giữ bình tĩnh trước biến cố lớn như thế. Nhiều người cũng cảm thấy những đạo lý này rất đúng, nhưng khi chuyện xảy ra lại khó cắt đứt được tình thân, khó bỏ được thân thể thế gian, chịu không thấu thống khổ, tuyệt vọng, thực sự sống cũng khổ, chết cũng khổ thật sự khó tìm được người có thể có cái nhìn thấu triệt và buông bỏ trước sinh tử như lã động tân một lần khác lã động tân mang một số đồ ra chợ bán sau khi thỏa thuận giá cả với một người mua ngay khi đối phương nhận hàng đã thấy hối hận nói rằng chỉ có thể trả một nửa giá người bình thường khi gặp phải chuyện này sẽ không tránh khỏi tranh luận tới đỏ mặt tía tai không lấy lại công bằng thì không chịu để yên thậm chí còn có thể gây ra án mạng như câu nói người chết vì tiền chim chết vì miếng ăn nhưng lã động tân không hề tranh cãi vui vẻ chấp nhận không muốn suy tính thiệt hơn tranh đấu vì chút việc nhỏ này mà ra tay và tiêu tốn năng lượng ngày đầu tiên của năm mới mọi người khắp nơi đều tràn ngập niềm vui như một người ăn xin đến cửa nhà lã động tân dựa vào cửa chính xin tiền lã động tân lập tức mang tiền và đồ vật ra đưa cho anh ta nhưng ai ngờ người ăn xin tham lam không biết đủ cầu xin hết cái này tới cái khác đưa cho anh ta chậm một chút thì bị anh ta lớn tiếng quát mắng Lã động tân không những không tức giận mà còn tươi cười xin lỗi anh ta người ăn mày mỉm cười mãn nguyện rồi bỏ đi người bình thường có thể bố thí tiền cho người nghèo mà không mong chờ được đối phương cảm ơn nhưng nếu đã cho tiền mà còn bị mắng thì ai có thể chịu nổi vì vậy công phu nhẫn nhục đó không sánh nổi với với lá động tân một ngày khác lá động tân đang lùa một đàn cừu vào núi để gặm cỏ thì bất ngờ một con hổ sặc sỡ xông đến đàn cừu Lá Động Tân thấy những con cừu tội nghiệp sắp trở thành bữa ăn của con hổ, không đành lòng, ông xông ra chặn đứng giữa bầy cừu và con hổ. Nhìn như hổ đói là từ hoàn hảo để mô tả cách con hổ nhìn lá Động Tân. Tuy nhiên, trong chớp mắt, nó bắt gặp ánh mắt chính trực và điềm tĩnh của anh, cặp mặt giao nhau, con hổ bất ngờ quay đầu, bỏ đi. Xem ra nó cho rằng, người này quá dũng cảm, bản thân nó không thể động vào được, hoặc người này đẹp trai thế không ai nỡ ăn thịt, nên quay đầu bỏ đi vì vậy có thể nói dũng khí toát lên từ lá động tân đã đạt tới mức độ xả bỏ và quên cả sinh tử của bản thân khiến hổ dữ cũng phải sợ hãi trên đời thường sẽ gặp nhiều chuyện không được như ý những việc không may mắn mà lá động tân gặp phải quả thực là không ít thường là hết cái này đến cái khác một hôm lá động tân có việc ra khỏi nhà khi quay trở về ông phát hiện nhà bị kẻ trộm đột nhập vào vàng bạc cùng các đồ giá trị đều bị lấy đi sạch đây thực sự là họa từ trên trời giáng xuống những ngày tới đây không có tiền không biết sẽ sống ra sao có ai gặp phải sự tình như thế mà không tức giận không lo lắng thế nhưng lã động tân bị mất tài sản nét mặt không hề phẫn nộ trong lòng cũng không hề bi quan mà vô cùng bình tĩnh ông tìm một cái cuốc nhỏ và đi hái thuốc cuộc sống sau này sẽ dựa vào nguồn thu từ hái và bán thuốc để duy trì qua những câu chuyện trên có thể nhiều người nghĩ rằng Lã Động Tân quả là người có số phận không may mắn, nhưng ông cũng gặp nhiều chuyện tốt như dưới đây. Một hôm, Lã Động Tân lên núi hái thuốc, vừa cuốc xuống một cái, không chỉ đào ra thảo dược, còn có một thỏi vàng quý giá sáng lấp lánh. Ông nhìn kỹ tiếp, phía dưới kho báu còn chôn vài chục thỏi vàng nữa. Đây chẳng phải là cuối cùng khổ tận cam lai, ông đã phát tài rồi sao? Tuy nhiên, Lã Động Tân mau chóng vùi đất lấp kho báu, không hề lấy một thỏi vàng, ông thấy rằng những thứ không phải do bản thân lao động làm ra thì không thể lấy. Không vì ngoại vật tốt xấu hay bản thân được mất mà vui mừng hay đau buồn, con người trên thế gian mấy ai làm được như ông. Kể rằng, có một thời gian lá động tân một mình sống trong núi. Một đêm, ông đang đọc sách trong nhà tranh, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Ông mở cửa ra và trước mắt là một cô nương tầm 17 đến 18 tuổi. Cô gái có vóc dáng mảnh mai, dung mạo tú lệ. Cô nói rằng trên đường về nhà mẹ bị lạc đường, muốn ở nhờ qua đêm. Lã Động Tân nhìn bên ngoài trời tối, gió lạnh, lo rằng ở bên ngoài không an toàn, nên để cô nương vào trong nhà. Nhưng không ngờ, cô gái xinh đẹp lại có tình ý với ông, cả đêm cô gái dùng mọi cách dụ dỗ ông. Cô nam quả nữ, đêm càng lúc càng yên tĩnh, đối mặt với cám dỗ của mỹ nữ, bậc nam nhi thông thường khó có thể chiến thắng được. Tuy nhiên, với mỹ nữ hồng nhan được dâng tới tận cửa nhà, tâm lá động tân vẫn lặng như nước, ngồi yên không bối rối không một chút động tục ngữ có câu rằng anh hùng khó qua ải mỹ nhân nhưng lã động tân không háo sắc định lực này so với anh hùng không biết là cao gấp bao nhiêu lần những việc tốt như thế này vẫn chưa hết một lần lã động tân ra phố mua một số món đồ bằng đồng sau khi về nhà ông lau chùi chúng thật kỹ nhưng càng chùi càng có gì đó không đúng cuối cùng ông phát hiện ra đây không phải là đồ đồng mà đều là đồ làm từ vàng đây là đồ do bản thân bỏ tiền ra mua nếu là người bình thường sẽ vô cùng vui mừng, cảm thấy như chúng được món hời lớn. Nhưng lá động tân nhanh chóng bọc những món đồ bằng vàng lại, tìm tới cửa hàng đã mua để trả lại đồ. Sự việc khiến mọi người vô cùng khâm phục trước sự trung thực của ông. Ông không tham cái lợi nhỏ, luôn luôn nghĩ cho người khác. Một hôm, lá động tân đang đi dạo trên phố, chợt thấy có một vị đạo sĩ đang bán thuốc. Vị đạo sĩ nói rằng, ai uống thuốc này vào, người đó sẽ chết, hơn nữa còn lập tức chết ngay nhưng đời tiếp theo sẽ có thể đắc đạo thành tiên mọi người nghe thấy ai ai cũng vừa giận vừa cười chế giễu rằng vị đạo sĩ này thực sự là bị điên làm gì có ai dám mua thuốc của ông vậy mà lá động tân đã mua thuốc vị đạo sĩ nhắc lá động tân anh mau mau đi chuẩn bị hậu sự lá động tân không hề sợ hãi đã thực sự uống thuốc của đạo sĩ kết quả ông lại bình an không hề gì lẽ nào lá động tân yêu thích đạo pháp si mê tới chết cũng không sợ không phải vậy mà ông đã nhìn thấu sinh tử, vốn coi cái chết như quay trở về. Ông biết đạo sĩ thốt ra những lời hoang đường, bên trong đó ắt có huyền cơ, vì vậy ông dám uống thuốc. Một năm xảy ra mưa bão to, nước sông dâng lên gây ra lũ lụt. Lúc này, lá động tân đang trên đường đi vân du, ông cùng người dân ngồi trên một con thuyền nhỏ. Khi thuyền tới giữa lòng sông, một cơn gió mạnh nổi lên. Vào lúc sóng to nổi lên, hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, mọi người đều sợ chết, khóc lóc thảm thiết còn lá động tân không sợ sóng gió, vẫn ngồi thẳng ở đầu thuyền, để cho nó lắc lư. Một lúc sau gió lặng sóng ngừng, không hề bị tổn hại chút nào. Cuối cùng mọi người đều cập bến an toàn. Lá động tân gặp nạn không hề sợ hãi, vẫn rất điềm tĩnh. Ông có niềm tin vững chắc và khả năng tự kiểm soát mạnh mẽ. Nếu như tâm ông nổi lên sợ hãi, bước chân hoảng loạn, thì có thể ông đã bị rớt xuống biển và cuốn trôi đi rồi. Thực ra, chúng ta thử hồi tưởng về cuộc đời bản thân, có những sự việc làm không tốt hoặc khi gặp phải lúc tai họa, bất chắc, nhưng không phải là khó khăn thực sự không thể vượt qua, mà là do tinh thần bất ổn, mất lý trí khiến cho chuyện bé xé ra to và cuối cùng không vượt qua được. Một hôm, Lã Động Tân đang ngồi một mình trong nhà, chợt nhìn thấy vô số quỷ quái gớm ghiếc, đầu trâu mặt ngựa, có con muốn đánh ông, có con muốn bắt ông, có con lại muốn giết ông. Lã Động Tân không hề sợ hãi. Một lúc sau, chỉ thấy có vài chục dạ xoa áp tải những tù nhân đẫm máu khóc lóc gào thét nói với lã động tân kiếp trước ngươi giết chúng ta giờ chúng ta muốn người đền mạng bất ngờ lã động tân nói giết người đền mệnh đó là lẽ đương nhiên nói rồi ông cúi đầu sẵn sàng đền mạng đúng lúc đó bỗng nghe thấy một tiếng hét lớn trên không trung vang lên lũ quỷ liền biến mất không còn tung tích chỉ thấy một người ở trên trời vỗ tay cười lớn sau đó hạ từ không trung xuống Lã Động Tân định thần nhìn lại, hóa ra là tránh dương chân nhân trung ly quyền. Kể rằng, trước đây, Lã Động Tân uống rượu tại một cửa hàng rượu ở Trường An và đã gặp trung ly quyền ở đây. Lã Động Tân thấy trung ly quyền có cốt cách của thần tiên và bậc tu đạo nên rất muốn bái ông làm sư phụ, vì vậy ông đã viết một bài thơ. Sinh tại Nho Gia Ngộ Thái Bình Huyền Anh Trọng Trệ Bố Y khinh Thủy Năng Thế Thượng Tranh Danh Lợi Thần Sự Ngọc Hoàng Quy Thượng Thanh tạm dịch, nho gian gặp cảnh thái bình. Quen mặc áo vải coi khinh lụa vàng. Thế gian danh lợi chẳng màng. Muốn thờ ngọc đế thiên đảng thượng thanh. Sau khi xem bài thơ, tránh dương chân nhân rất vui mừng. Muốn nhận lã động tân làm đồ đệ. Nhưng trước khi nhận làm học trò thì cần phải trải qua một số thử thách. Lã động tân gặp phải hàng loạt các sự việc, tổng cộng 10 thử thách. Vốn đều là do Trung Ly Quyền sắp đặt để kiểm tra ngộ tính và phẩm cách của Lã Động Tân thử thách cuối cùng này được gọi là không làm việc thẹn với lương tâm, thì không sợ quỷ gõ cửa. Lã động tân tâm chính, thấy yêu ma tới, ông chấp nhận nếu như mình nợ mạng thì sẵn sàng đền mạng, có thể nói là chính khí ngay thẳng, không sợ gì quỷ thần. Tất cả các thử thách của Trung Ly Quyền đặt ra, lã động tân đều vượt qua. Lúc đó, Trung Ly Quyền rất vừa ý, ông nói với lã động tân rằng, tâm trần khó diệt, tiên tài khó đắc ta tìm kiếm đồ đệ còn cấp bách hơn là kẻ khác tìm ta hiện ngươi đã vượt qua cả mười thử thách sau này đắc đạo là nhất định không phải nghi ngờ gì chỉ là công đức thiện hành của ngươi đều chưa đủ bây giờ ta sẽ dạy ngươi kim thuật biến sắt thành vàng bạc ngươi có thể dùng nó để cứu tế thế nhân đem lại lợi ích cho chúng sinh đợi khi hoàn thành ba nghìn công đức tám trăm việc thiện ta sẽ lại tới độ ngươi thành tiên xem ra muốn trở thành thành tiên đầu tiên lá động tân phải tích được nhiều công đức mới được Lúc đó Lã Động Tân vẫn có nghi ngờ, liền hỏi, dùng kim thuật biến ra vàng, bạc, liệu sau đó có biến đổi gì không? Trung Ly Quyền đáp, sau 3.000 năm, nó mới biến trở lại thành sắt. Lã Động Tân nói, nếu vậy, xem ra món đồ đó lại lừa dối người 3.000 năm sau, con không muốn làm việc này. Nghe thấy Lã Động Tân nói vậy, Trung Ly Quyền ha ha cười lớn, rất vui mừng nói, dựa vào thiện tâm này của ngươi, 3.000 công đức và 800 thiện hành đều đã ở trong đó rồi sau đó trung ly quyền liền lập tức truyền dạy lá động tân đạo pháp lá động tân chuyên cần tu hành cuối cùng trở thành một vị thần tiên nổi tiếng ông có thần thông quảng đại ông giỏi giải kim thuật nên thường tế thế cứu người được cho là có đặc tính của thần y tay ông cầm kiếm thần có thể chạm yêu phục ma có đặc tính của thần võ ông từng học lôi pháp có thể triệu hồi ngũ lôi nguyên soái hô mưa hoán vũ nên lại vừa được gọi là thần lôi ông từng đỗ tiến sĩ nên còn được gọi là thần khoa bảng ngoài ra ông thường uống rượu hóa thành kẻ giả điên để điểm hóa cho thế nhân nên được gọi là thần rượu bên cạnh đó ông còn được xem là thần tài thần đảo vàng và các loại mỏ kim loại thậm chí là thần tổ nghề tóc lã động tân từng làm một bài thơ mang tên thấm viên xuân để tổng kết về những thần thông không gì không thể của ông đêm ngủ thương mô sáng bồng lai đảo ngâm nga bay quá động đình hồ rượu say nhạc dương lâu gối đầu núi ngọc sơn để ta ngon giấc đi không tung tích đến đi bất định nửa như kẻ cuồng nửa kẻ điên dùng tùy ý sách làn vác kiếm buôn bán khói mây phiêu du nhân gian bấy lâu từng ngồi chỗ đầu đông hoa đẩy đổ lầu ngọc trồng cây kỳ diệu rút cạn hoàng hà nâng gót chân ta đập tan san hô vươn mình bắc hải cúi đầu trước bảo tọa hư hoàng chẳng việc khó muốn tám trăm công thành hành khắp tam thiên có thể thấy không phải là không có thần tiên người phàm cũng không phải là không thể thành tiên chỉ có điều nhận thức của tiên giới đối với danh lợi sắc hoàn toàn tương phản với con người bình thường những thứ con người truy cầu thần tiên không muốn những thứ con người xem trọng thì thần tiên cần vứt bỏ tại sao như vậy những thứ bạn truy cầu cả một đời nhưng lại không thể mang đi thứ gì họ cả đời vứt bỏ nhưng lại cái gì cũng có thể có được câu chuyện thứ tám một người nếu đánh mất sự thành thật của mình họ sẽ đánh mất lòng tin của người khác một người nếu đánh mất bản tính thành thật của mình họ sẽ đánh mất lòng tin của người khác người khác sẽ không muốn giao thiệp hay gần gũi việc làm ăn sẽ càng khó khăn hơn chúng ta kinh doanh bất kể ngành nghề gì đều phải chú ý đến thật thà gây dựng chữ tín trước mắt thì như là thiệt thòi nhưng sẽ giữ được khách hàng bền lâu thương nhân Sơn Tây thịnh vượng trong hai triều đại nhà Minh và nhà Thanh đứng đầu trong 10 đại thương bang của Trung Quốc, lấy văn hóa nho gia làm tinh thần chỉ đạo, đã xưng hùng trong giới doanh nghiệp của Trung Quốc trong vòng 500 năm. Nhân vật đại diện cho thương nhân Sơn Tây là Kiều Trí Dung, là người làm kinh doanh, rất trọng chữ tín. Kiều Trí Dung, 1818 đến 1907, tự là Trọng Đăng, hiệu là Hiểu Trì, là người Sơn Tây triều đại nhà Thanh, đời thứ tư của gia tộc họ Kiều. Là một thương gia Sơn Tây nổi tiếng, được mệnh danh là lượng tài chủ, tức là gia chủ giàu có sáng giá. Ông từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền, thời thiếu niên đã thi đố tú tài. Sau khi anh trai qua đời, ông đã từ bỏ việc học, chuyển sang việc phụ trách kinh doanh của gia tộc họ Kiều. Theo quan điểm kinh doanh của Kiều Trí Dung, thả kinh doanh thổ lỗ chứ nhất quyết không bán rẻ chữ tín. Chính vì nền tảng dựa trên sự chính trực, thuận theo lẽ phải, nên việc làm ăn kinh doanh của gia đình ngày càng phát đạt thịnh vượng, các chi nhánh, cửa hàng lớn nhỏ trải dài khắp mọi nơi. Đến cuối thời nhà Thanh, gia tộc họ Kiều đã có hơn 200 ngân hàng tư nhân, hiệu cầm đồ, cửa hàng ngũ cốc, tài sản lên đến hàng chục triệu lượng bạc. Vào thời điểm đó, cũng có rất nhiều cơ sở kinh doanh lừa đảo, đó thiếu cân, riêng gia tộc họ Kiều luôn đề cao chữ tín, làm ăn có trách nhiệm đối với người tiêu dùng, dần dần danh tiếng của gia đình ngày một vang xa, tạo được chỗ đứng vững chắc khách hàng ngày một gia tăng một lần xưởng ép dầu hạ thịnh gửi một lô dầu mẻ đến sơn tây vì kiếm thêm lợi nhuận xưởng ép dầu đó đã pha tạp chất vào lô dầu mẻ sau khi chủ cửa hàng sơn tây phát hiện ra ông đã yêu cầu xưởng đó phải thay thế bằng dầu mẻ chính hãng qua sự việc này đã mang lại danh tiếng tốt cho thương gia sơn tây từ đó thu hút nhiều khách hàng bởi làm ăn kinh doanh có đạo đức giữ chữ tín và luôn đảm bảo chất lượng cho từng sản phẩm ngoài làm ăn kinh doanh giữ chữ tín gia tộc họ kiểu cũng rất coi trọng khách hàng đối xử bình đẳng không phân biệt giai cấp giàu nghèo họ cũng thường bán cho người dân nghèo những sản phẩm đảm bảo chất lượng với mức giá rẻ đó cũng chính là sự lễ nghĩa trong buôn bán hợp tác để đôi bên cùng có lợi có lẽ trong mắt nhiều người thời nay kinh doanh buôn bán nhất định phải luồn lách lợi nhuận cao thì mới có thể phát triển vững mạnh trên thực tế những thương nhân nổi tiếng ở thời cổ đại đặc biệt là những thương nhân có tín ngưỡng họ đều đề cao khẩu hiệu lợi nhuận đi đôi với nhân nghĩa, tức là làm ăn có chữ tín, trong sạch và luôn nghĩ tới khách hàng, nhấn mạnh rằng nhân nghĩa sẽ sinh ra lợi nhuận lâu dài. Câu chuyện thứ 9, giữ tâm luôn thiện khổ nạn át quà, lòng luôn hậm hực khiến ta xa đà. Người ta thường nói, tâm thái của con người sẽ quyết định đến mọi sự xung quanh. Vì sao lại như vậy? Đó là bởi khi ta luôn luôn bảo trì tâm thái hòa ái, sống vị tha, bao dung, biết tha thứ biết buông bỏ luôn nghĩ đến người khác thì tâm ta sẽ thanh tịnh ta cảm thấy cuộc đời đáng quý biết bao ngược lại nếu trong lòng ta tràn đầy thù hận luôn đố kỵ nghĩ xấu làm xấu cho mọi người nhìn mọi thứ xung quanh tiêu cực chỉ bo bo nhận phần hơn về mình thì trong mắt chỉ thấy toàn những điều xấu xa cuộc sống vì vậy mà thật buồn chán một trong một chuyến đi người chăn gia súc mang theo một con lửa và một con la cả hai đương nhiên đều có thể chở đồ trên lưng trong suốt đoạn đường ở đồng bằng con lửa có thể thổ đồ đạc một cách dễ dàng nhưng khi bắt đầu đến đoạn đường núi nó cảm thấy quá sức và không thể chịu được nữa con lửa khẩn khoản nhờ bạn đồng hành của mình con la thổ bớt một chút đồ việc này rất đơn giản nhưng con la không thèm để ý đến lời này xin đó con lửa ngã quỵ mà chết chẳng bao lâu sau đó giữa nơi xa lạ hoang vu Người chăn gia súc đành chất tất cả đồ đạc mà con lừa mang lên mình con la. Nó riêng gì bên dưới đống đồ to và nặng ấy, mình đang bị đối xử như chính cách mình đã làm. Giá mình chịu giúp anh lừa một chút thôi, thì giờ đã không phải mang lấy tất cả gánh nặng này. Hai, Chuyện kể rằng, có hai nhà sư cùng tu trong một ngôi chùa. Đến khi đầu thai, chuyển sinh sang kiếp khác, vì kiếp trước đã từng tu hành, có đức rất lớn nên một người đã được làm quan to, còn người kia xin đầu thai vào chùa tiếp tục con đường tu luyện đắc đạo của mình. Một hôm, nhà sư đi ngang qua dinh thự của ông quan huyện, nghe quân lính bẩm báo rằng có vị tăng sư đang đứng trước cổng, vốn là người ngưỡng mộ Phật Pháp nên quan huyện đã cho lính mời nhà sư ấy vào. Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, thân tình, như hai người bạn lâu ngày không gặp. Cũng trong buổi chuyện trò ấy vị sư đã giảng cho ông ta nghe rất nhiều điều về Phật Pháp cũng như thiền định. Sau khi kết thúc ngồi thiền đả tọa, quan huyện bèn hỏi nhà sư, ông thấy tôi ngồi thiền như thế nào? Vị sư bèn đáp, tôi nhìn ông rất giống một vị Phật. Ông quan gia triều đắc trí, bèn nói tiếp, còn tôi nhìn ông giống một đống phân châu. Vị sư ấy chẳng nói gì, nhẹ nhàng chắp tay và cáo biệt chủ nhà. Quan huyện sau khi chế giễu được nhà sư mà không hề có chút phản ứng nào thì vô cùng tự đắc, nghĩ rằng mình nói quá đúng nên vị sư không thể cãi lại. Ông ta hào hứng đem chuyện này kể lại với vợ mình, bà vợ nhẹn miệng cười trả lời vậy là ông thua trí nhà sư ấy rồi tâm địa ông quá xấu hẹp hòi nên nhìn ai cũng chỉ thấy họ xấu xa còn vị sư kia tâm thái hòa ái từ bi vô vi thanh tịnh nên nhìn mọi người mọi việc với con mắt bao dung rộng lượng đẹp đẽ nhất nghe vợ nói vậy ông quan liền hiểu ra không còn tự đắc nữa từ đó ông thay đổi mình không còn oán giận tật đố ai cả đối xử với gia đình gia nhân cũng như dân chúng bằng tất cả sự rộng lượng và tình thương chan hòa nên được mọi người vô cùng kính trọng. Metterling Flick Au Heo Op Nung Du Diu Tâm luôn thiện khổ nạn ắt qua lòng luôn hậm hực khiến ta xa đà, ảnh minh họa. Những mẩu chuyện trên đã cho ta thấy được rằng tâm thái của con người sẽ quyết định đến mọi sự xung quanh. Khi ta luôn luôn bảo trì tâm thái hòa ái, sống vị tha, bao dung, biết tha thứ thì tâm ta sẽ thanh tịnh, ta cảm thấy cuộc đời đáng quý biết bao. Ngược lại, nếu trong lòng ta tràn đầy hận thù, luôn đố kỵ, nghĩ xấu cho mọi người, nhìn mọi thứ xung quanh tiêu cực thì trong mắt chỉ thấy toàn những điều xấu xa, cuộc sống này thật nhàm chán. Lão Tử nói rằng, tử bi vĩ đại nhất giống như nước vậy. Khổng Tử nói, người khôn giống như nước, người thiện giống như núi. Khi tâm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, trong sạch như giọt sương mai, thì mọi sự, mọi vật sẽ như hoa sen tinh khiết và rực rỡ bừng nở ở trong tâm. Vì vậy, cũng có câu rằng, mọi việc chỉ tốt đẹp khi ta nhìn chúng với cái nhìn tích cực nhất. Giữ tâm luôn chính, khổ nạn ắt quà, lòng luôn hậm hực, khiến ta xa đà. Người luôn nghĩ và hành động cho người khác trước, người luôn biết cách buông bỏ, người có những suy nghĩ tích cực, không hề biết giận khi gặp sự việc không vui nào đó, hay mâu thuẫn lớn đến đâu sẽ biết nhẫn nhịn, bỏ qua, coi những chuyện đó vô cùng nhẹ nhàng, không để trong tâm. Ấy thực là những người tốt, là những người tử bi vĩ đại là người thiện lương trên thế gian này. Bởi vậy, hãy luôn giữ tâm thanh tịnh. Câu chuyện thứ 10, cơm thừa trên đường tới âm gian. Người xưa thường dạy con cháu không được lãng phí đồ ăn, phung phí thức ăn cũng chính là có tội. Gần đây, có một câu chuyện lưu truyền trên mạng đã thật sự khiến nhiều người chấn động. Chuyện rằng hai chị em Lệ và San sống tại Thẩm Quyến, đó là hai cô gái rất thông minh tài giỏi, lại vô cùng xinh đẹp. Họ cũng rất giỏi làm ăn, buôn bán, khi có nhiều tiền rồi bữa nào hai chị em cũng ăn uống rất thịnh soạn linh đình bữa ăn thường có đủ các món sơn hào hải vị đầy bản nhưng mỗi thứ họ chỉ động đũa một chút còn lại đều đổ bỏ một ngày nọ cô chị lý lệ không may mắc bệnh ung thư vú và sớm qua đời còn lại một mình san đau khổ tột cùng không thiết sống hàng ngày đều tưởng nhớ chị tương truyền ngày trung thu năm đó cũng là lúc trăng tròn nhất trong năm Truyền thuyết kể rằng vào ngày rằm nếu nằm ngủ mơ màng trên một chiếc bàn có ánh trăng sáng chiếu vào thì có thể tương thông âm dương, gặp được người thân đã quá cố. Lý San đã làm như vậy và quả nhiên đã tới được cõi âm gian địa ngục u đáng sợ. Lần theo con đường hoàng tuyển những linh hồn dã quỷ đang phiêu giạt, Lý San nhìn thấy trước mặt mình là một cô gái. Cô gái này tóc tai bù xù, toàn thân dơ bẩn, người còn bốc ra mùi vô cùng hôi thối. Cô đang ngồi bốc thức ăn ôi thiêu, Lý San lại gần nhìn kỹ, thì ra đó chính là chị mình Lý Lệ. Quá sững sờ và đau lòng, cô lao tới ôm chị vào lòng hỏi, Chị à, sao chị lại ở đây để ăn những đồ ăn dơ giấy này? Sao chị không đi tới trình báo với Diêm Vương để sớm được đầu thai trở lại nhân gian? Chị gái cô nét mặt đầy vẻ đầy tang thương, khóc lóc mà nói, Sa nà, bốn thùng thức ăn bị mốc thối này chính là đồ ăn thừa mà hai chị em mình ở dương gian đã lãng phí. Mỗi lần đồ ăn mà chúng ta ăn không hết rồi bỏ đi đều sẽ được cất giữ vào một cái thùng đặt ở đây. Khi chết đi, trên đường tới Quỷ Môn Quan chúng ta phải ăn hết những đồ ăn đó mới có thể tiếp tục đi. Em nhìn kìa, đó đều là những người đang phải ăn lại đồ thừa của mình ở cõi dương gian, có người đã ở đây ăn chúng 10 năm rồi. Phần của chị chị đã ăn hết rồi, bây giờ chị đang ăn phần của em để lãng phí trước đây. Trên nắp thùng còn có số chứng minh thư và ảnh của em nữa. Lý San nghe vậy cũng ngồi lại giúp chị ăn những đồ ăn đó. Chừng nửa giờ sau đó, linh hồn của Lý San về lại nhân gian. Sau khi tỉnh lại, trong miệng cô vẫn còn vương lại mùi rất khó chịu. Lúc ấy cô mới chợt bừng tỉnh, từ nay về sau không dám lãng phí đồ ăn nữa. Đến công ty, cô cũng đặt ra quy định, nếu ai ăn còn thừa dù chỉ một hạt cơm trong bát cũng phải nộp phạt 10 nhân dân tệ, khoảng 33.000 đồng. Trong quan niệm truyền thống, người chết đi sẽ phải qua bảy ải, trong đó có một ải tên là đường Hoàng Tuyền, còn gọi là suối vàng, hồn phách người ta muốn đến chốn âm gian báo danh với Diêm Vương đều sẽ phải đi qua một đoạn đường rất dài này. Người hết số dương thọ chết đi thì chỉ cần đi qua quỷ môn quan thì sẽ biến thành quỷ. Cứ thế đi tiếp nữa cho đến khi đến đình mạnh bà uống nước canh quê lãng hay còn có tên khác là chén canh mạnh bà do bà lão bệnh bà nấu để uống và sẽ quên hết quá khứ và tiếp tục chuyển sinh. Truyền thuyết về mạnh bà rằng là cụ bà điều chế món canh mạnh bà quê lãng ở cửa địa ngục. Đọc trong cuốn Ngọc Lịch sao chuyện có ghi chép rằng Mạnh bà sinh sống vào thời kỳ Tây Hán. Từ nhỏ bà đã học tập các loại sách của nho gia. Sau khi lớn lên, bà chuyên tâm niệm tụng kinh Phật. Lúc sinh sống trên cõi trần, bà tuyệt không nhớ về quá khứ mà cũng không nghĩ những chuyện của tương lai mà chỉ toàn tâm toàn ý khuyên bảo mọi người đừng sát sinh, nên ăn chay. Đến năm 81 tuổi, bà vẫn là một thiếu nữ trinh trắng. Người đời gọi bà là Mạnh bà An Nãi. Sau đó, bà tiếp tục vào trong núi tu hành và cuối cùng đắc đạo thành tiên nhưng với những người chết đột tử, chưa hết dương thọ mà qua đời thì sẽ trở thành cô hồn giáp quỷ. Họ đã không thể lên trời, cũng không thể đầu thai, càng không thể đến âm gian, chỉ có thể lang thang trên đường hoàng tuyển, đợi đến dương thọ kết thúc rồi mới có thể đến âm gian báo danh, nghe Diêm Vương phán xét. Những câu chuyện về cõi âm hoàn toàn không phải là mê tín. Con người sống thì tự tin vào bản thân còn chết đi thì hầu như đã giao phó linh hồn mình cho kẻ khác người ta có thể quyết được việc sống chứ không thể thay đổi việc chết bởi vậy ngay cả những người cứng đầu bảo thủ nhất đến lúc nhắm mắt xuôi tay mới bàng hoàng nhận ra trăm năm đời người chỉ là giấc mộng đời trở phía trước là cả con đường luân hồi đẳng đẳng câu chuyện thứ 11 trí tuệ cổ nhân học tập quý ở chỗ kiên trì người xưa học tập trước sau đều xem trọng sự kiên trì liên tục không biết mệt mỏi học quý ở chỗ bền trí kỵ nhất là nay còn mai mất sách đọc được trăm lần ý nghĩa tự nhiên hiển lộ thấy rõ tự mình cần phải siêng năng không được chây lười có công tự nhiên thành dưới đây là đôi câu chuyện cổ về việc người xưa khuyến học như thế nào nhà thơ đào uyên minh thời đông tấn có tiết tháo cao thượng học thức sâu rộng có một cậu thiếu niên thỉnh giáo ông rằng con hết sức kính nể học thức của tiên sinh muốn thỉnh giáo ngại bí quyết đọc sách đào uyên minh nói học tập nào có bí quyết gì chăm học thì tiến bộ ngừng học thì xa suốt thôi ông đưa thiếu niên tới chỗ ruộng lúa trỏ vào mạng nói con nhìn kỹ xem nó có cao lớn không cậu thiếu niên nhìn kỹ một lúc lâu rồi nói dạ không thấy cao ạ à. đào uyên minh lại hỏi thật sự không thấy cao ư như thế cây mạ giống tí xíu này làm sao cao lớn như cây lúa được vậy rồi đào uyên minh lại tận tình chỉ dạy thực ra nó mỗi thời khắc đều đang lớn lên nhưng mắt thường không nhìn được rõ đọc sách học tập cũng cùng một lý như thế học thức là từ từ tích lũy lại có khi ngay bản thân cũng không dễ phát hiện ra chăm học không ngừng nghỉ thì có ngày tài giỏi tiếp đó đảo uyên minh lại chỉ vào một khối đá mài bên bờ suối hỏi cậu thiếu niên bề mặt tảng đá mài kia vì sao mà lõm như cái yên ngựa thế thiếu niên đáp đó là vì bị mài mòn thành như thế đảo uyên minh nói người dân hàng ngày mài giao mài quốc dần dần mới thành ra vậy học tập cũng như thế nếu không kiên trì đọc sách mỗi ngày đều sẽ tổn thất đó thiếu niên bỗng tỉnh ngộ, bái tạ đảo uyên minh. đảo uyên minh viết cho cậu một câu đối như sau: cần học như xuân khởi chi miêu, bất kiến kỳ tăng nhật hữu sở trường. suyết học như ma đao chi thạch, bất kiến kỳ tổn nhật hữu sở khuy. tạm dịch cần cù học tập giống như mầm cây mùa xuân, không thấy nó tăng trưởng nhưng hàng ngày nó đều có lớn lên. bỏ học giống như tảng đá mài dao, không thấy tổn thất gì nhưng hàng ngày nó đều bị khuyết đi. Cố Giá Vương thời Nam Bắc Triều của Trung Hoa là nhà sử học nổi tiếng, tài cao học rộng, có rất nhiều người mến mộ danh ông đến xin được học hỏi. Một lần, Hầu Huyền, con trai một người bạn của ông, thỉnh giáo ông rằng, ngài đọc nhiều sách kinh sử, cháu muốn hỏi trong học tập ngài có bí quyết nào hay không? Cố Giá Vương trầm ngâm một lúc, chỉ một cây cành lá xanh tươi ở bên cạnh nói, cháu đã muốn học bí quyết, đầu tiên hãy xem cây này. Hầu Huyền xem kỹ từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên xem liền ba lần không thấy có gì lạ cả bèn hỏi học trò ngu muội xin tiên sinh chỉ bảo thêm cố Giá Vương nói bộ dễ phát triển tàng cây mới to lớn mạnh mẽ được thân vững chắc cành lá mới sung xuê được cũng cùng một lý ấy học tập cần cù mới có thể vững bước tiến bộ trí hướng cao quý lòng tin kiên định mới có thể có tương lai sáng lạn lấy cây làm ví dụ cây muốn lớn mỗi tuổi thêm một vòng tuổi từng tuổi từng tuổi lớn dần lên người ta muốn tiến bộ vững chắc mỗi bước chân là một dấu chân từng bước tiến về phía trước nếu như có bí quyết thì đó chính là bí quyết từ đó về sau hầu huyền tĩnh tâm học tập tiến bộ rất nhanh thành tựu càng ngày càng tăng các bạn hỏi anh những sách này anh đã thuộc lâu lâu rồi sao vẫn còn đọc lại mãi vậy hầu huyền đáp học tập không thể đi đường tắt nhất định phải mỗi bước đi để lại mỗi dấu chân chưa hiểu được hoặc chưa làm được rất nhiều đạo lý trong sách tất nhiên cần phải ôn cái cũ để hiểu cái mới. cố giáo vương cũng từng dạy các con như thế này: cây nhỏ hướng theo ánh mặt trời là để trở thành giường cột, con người theo đuổi lý tưởng là để trở thành người có ích cho nhân quần. người ta quý ở chỗ có trí, sự học quý ở chỗ kiên trì, bất kỳ lúc nào cũng đều không được buông lơi. người xưa cho rằng quá trình đọc sách và học hỏi cũng là quá trình không ngừng hoàn thiện đức hạnh tu dưỡng của bản thân mình. người ta học để tu thân, học để dưỡng đức học để thành người. Việc học tập thành công hay thất bại mấu chốt là ở chỗ thái độ có siêng năng, nghị lực có cứng cỏi hay không. Chỉ có kiên trì bền trí mới là phương pháp học tập tốt nhất. Câu chuyện thứ 12, ngẩng đầu giải thích không bằng cúi đầu nhận lỗi. Khi đối mặt với sai lầm, khuyết điểm của người khác thì lựa chọn khoan dung hay phê bình, thậm chí là chế nhạo hay diễu cợt đều là có liên quan đến phẩm chất đạo đức của người ấy. Sách luận ngữ, vệ linh công có ghi rằng, cung tự hậu nhi bạc trách vu nhân, ý tứ chính là trách cứ mình nhiều hơn trách cứ người ít hơn hay nói cách khác chính là đối với bản thân mình phải nghiêm khắc yêu cầu còn đối với người phải rộng lượng khoan dung trong lịch sử cũng có rất nhiều người hiền tài tướng sĩ đã làm được như lời trên điển hình là phạm thuần nhân phạm thuần nhân là đại thần của thời bắc tống được xưng là tể tướng áo vải ông là con trai thứ hai của tể tướng phạm trọng yêm mặc dù về trình độ học vấn Phạm Thuần Nhân không thể sánh bằng với cha ông nhưng ông lại có khí phách mà người thường khó có thể làm được. Phạm Thuần Nhân có mối quan hệ tốt đẹp với Trình Di một học giả nho giáo của Bắc Tống. Một hôm, Trình Di tới thăm Phạm Thuần Nhân ngay khi Phạm Thuần Nhân vừa nghỉ hưu. Lúc hai người nói về chuyện cũ, Phạm Thuần Nhân bày tỏ nỗi nhớ nhung về quãng thời gian ông còn làm tể tướng. Trình Di nghe xong không thấy thỏa đáng liền thẳng thắn nói, năm đó, có rất nhiều sự tình ngài đã xử lý không tốt, chẳng lẽ ngài không cảm thấy hồ thẹn sao? Phạm Thuần Nhân nghe xong không hiểu rõ Trình Di nói như vậy là có ý chỉ về việc gì. Trình Di lại nói, vào năm thứ hai khi ngài đang đảm nhiệm chức vụ, một vùng ở Tô Châu xảy ra nạn cướp bóc, chiếm đoạt lương thực bởi một nhóm người. Theo lý, ngài nên trình bày thẳng thắn sự việc ấy trước mặt Hoàng thượng, nhưng ngài lại không nói bất kể điều gì, khiến cho rất nhiều dân chúng vô tội bị trừng phạt rất nghiêm khắc. Phạm Thuần Nhân liền vội vàng cúi đầu nhận lỗi, đúng vậy. Lúc đó tôi thực sự nên thay mặt dân chúng nói rõ ra. Trình Di nói tiếp, vào năm thứ ba khi ngài đang đương chức, tại ngô trung xảy ra thiên tai, dân chúng dùng cỏ cây để ăn chống đói. Mặc dù quan viên tại địa phương báo cáo nhiều lần, thế mà ngài lại bỏ mặc. Phạm Thuần Nhân vô cùng xấu hổ nói, việc này đúng là tôi đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Sau đó, Trình Di lại vạch ra rất nhiều khiếm khuyết mà Phạm Thuần Nhân đã mắc phải và Phạm Thuần Nhân mỗi lần nghe xong đều chân thành nhận lỗi. Sau cuộc gặp mặt ấy mấy hôm, Hoàng thượng triệu kiến Trình Di vào cung để hỏi về việc triều chính. Trình Di đã nói rất nhiều về kế sách trị quốc an bang với Hoàng thượng. Hoàng thượng nghe xong tán thưởng không ngừng và cảm khái nói, người rất có khí phách giống như Phạm Thuần Nhân trước đây. Trình Di không cam lòng để Hoàng thượng so sánh mình với Phạm Thuần Nhân liền nói, chẳng lẽ Phạm Thuần Nhân cũng đã từng góp ý với hoàng thượng sao? Hoàng thượng bèn sai người mang lên một chiếc hòm, chỉ vào đó rồi nói, "Trong này tất cả đều là tấu chương mà năm xưa Phạm Thuần Nhân đã dâng lên chấm." Trình Di cảm thấy nghi hoặc, mở những bản tấu chương ra xem. Lúc này, ông mới phát hiện ra có nhiều tấu chương nhắc đến những sự tình mà ông đã trách mắng Phạm Thuần Nhân mấy hôm trước. Hóa ra Phạm Thuần Nhân đã có góp ý với hoàng thượng nhưng vì có một vài nguyên nhân khiến cho việc áp dụng những góp ý này không mang lại được kết quả tốt đẹp vậy mà phạm thuần nhân đều chân thành nhận lỗi về mình không một lời giải thích trình di đỏ mặt và trầm ngâm ngay ngày hôm sau trình di lập tức đến nhà phạm thuần nhân xin lỗi phạm thuần nhân nghe xong mỉm cười rồi nói người không biết không có tội ngài không cần phải xin lỗi phạm thuần nhân từng nói rằng biết tha thứ người khác điều nhận được sẽ là vô tận Tha thứ là dùng tấm lòng rộng lượng của mình để khoan dung người khác. Đối mặt với người trách cứ mình, ngẩng đầu giải thích cùng họ không bằng cúi đầu nhận lỗi. Khiêm tốn nhận lỗi thường có sức mạnh và tác dụng lớn hơn nhiều so với việc bướng bình giải thích. Bởi vậy mà nhắc đến Phạm Thuần Nhân, không chỉ bậc quân vương mà cả người dân thường cũng đều rất bội phục lòng khoan dung, độ lượng của ông. Câu chuyện thứ 13, Phúc Họa Luân Chuyển, Sống Yên Ổn Đừng Quên Ngày Gian Nguy Thời nhà Chu, chu vũ vương chiến thắng nhà ân thuận theo lòng của bách tính vậy mà sau khi tiến vào đất ân ngay khi còn chưa xuống xe đã mệnh lệnh phong cho con cháu của các đời vua trước làm chư hầu ông phong cho con cháu hoàng đế đất trúc phong cho con cháu vua nghiêu đất kế phong cho con cháu vua thuấn đất trần phong cho con cháu thần nông đất tiêu sau khi xuống xe ông lại phong cho con cháu vua vũ nhà hạ đất kỷ phong cho con cháu ngô thái bá đất ngô và con cháu vua thiếu khang nhà hạ đất việt lập con cháu vua thang làm tống quốc quân dù đã diệt nhà ân chu vũ vương vẫn luôn suy nghĩ về cách giữ gìn cương nghiệp giáo hóa dân chúng an định xã tắc khi bàn bạc với chu công đán ông nói ta phải nhớ lấy bài học của các triều đại bị diệt vong muốn an định thiên hạ chú ý làm tốt việc dân xét từ hình thế địa lý lưu vực sông lạc y là trung tâm thiên hạ nên dựng đô ở đó vì vậy ông quyết định xây dựng thêm đông đô ở lạc ấp sau khi đã làm như vậy chu vũ vương cảm thấy vẫn lo âu thở dài và chảy nước mắt mệnh lệnh cho chu công đán mời các lão thần của nhà ân hỏi nguyên nhân nhà ân diệt vong dân chúng hy vọng điều gì mong muốn điều gì các lão thần của nhà ân đáp rằng hy vọng khôi phục nền an trị thời đại trung hưng bàn canh nhà thương vì thế chu vũ vương mở kho thóc cứu tế người nghèo miễn trừ nợ cho dân chúng các chính sách đều có lợi cho dân chúng phóng thích những tội phạm nhẹ ngoài ra ông còn sửa chữa phần mộ của tỷ can chú trụ vương thời nhà thương phong cho các chi sĩ hiền đức có công tạo lập nhà chu làm chư hầu, ban thưởng đất cho các quan đại khanh, giảm thuế cho các trí thức. Sau đó chu Vũ Vương mới trở về miếu của chu Văn Vương để báo công. chu Vũ Vương sau khi chiến thắng nhà thương, từ cử chỉ, lời nói và việc làm đều rất cẩn trọng, e rè, không dám qua quyết, càng không dám tự cao tự đại. Trong sách kinh dịch viết, tố lý hổ vĩ, trung cát, cử chỉ thận trọng rẻ rặt giống như dẫm chân lên đuôi hổ thì cuối cùng được may mắn thật là có đạo lý. Triệu Tương Tử, vị tông chủ thứ 9 của nhà Triệu, phái tướng Tân Mục Tử đi đánh kẻ địch. Sau khi giành thắng lợi, chiếm được hai tòa thành ở phía trái và giữa, Tân Mục Tử phái sứ giả về báo tin với Triệu Tương Tử. Triệu Tương Tử đang dùng cơm, sau khi nghe tin báo, nét mặt ông lộ vẻ lo lắng. Thấy vậy, người hầu đứng bên cạnh liền hỏi, trong vòng một ngày, quân ta đánh hạ được hai tòa thành là điều đáng mừng, tại sao quân vương lại lộ vẻ ưu tư như vậy? nghe thế triệu tương tử đáp thủy triều sông trường giang và hoàng hà dâng lên không quá hai ngày mưa bão dù lớn cũng không quá một ngày mặt trời khi ở đỉnh đầu cũng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc nay họ triệu ta chưa tích lũy được bao nhiêu công đức mà lại có thể một ngày chiếm đến hai tòa thành ta e tai họa sắp dáng xuống đầu triệu tương tử nghe thấy tin chiến thắng không những không dương dương tự đắc vui mừng phấn khởi mà trong tâm đã có suy nghĩ đến những mối họa ẩn sau đó đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến họ triệu hưng thịnh cuối cùng chia ba nước tấn lập ra nhà triệu một trong chiến quốc thất hùng luôn cẩn thận thời thời khắc khắc không buông lơi dự cảm về mối họa là khởi đầu của phúc đức và hưng thịnh còn dương dương tự đắc với cái lợi trước mắt thì thông thường là điều kiện tiên quyết của diệt vong giành được thắng lợi là việc không quá khó khó là khó ở chỗ an định được thành quả những bậc quân chủ tài đức sáng suốt sở dĩ có thể an định được thành quả không gặp tai họa, truyền lại phúc cho đời sau chính là họ có trí tuệ sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Câu chuyện thứ 14, phong tục, sống vì mồ vì mả, ai sống bằng cả bát cơm và huyền thoại về huyệt đạo đế vương nhà Lý. Xét trong sử cũ nước ta, đa phần các triều đại dù ngắn hay trường vinh, đều có liên quan đến việc vương nghiệp, đế nghiệp được phát lên nhờ có mà tổ đúng ngôi đất kết. Điểm qua trong sử nước Nam, dường như nhiều triều vua, chúa đều có mà phát đế vương, đơn cử như một số trường hợp sau. Thầy Phong Thủy trả ơn cứu mạng, nhà Trần mộ tổ phát đế. Nhà Trần vốn xuất thân từ nghề trải lưới mà làm nên nghiệp đế, ở ngôi cao thiên hạ trong một thời gian dài. Thực hư của ngôi mộ tổ phát đế nhà Trần như thế nào? Tìm trong công dư tiệp ký, ta được tỏ qua phần Trần Triều tổ mộ ký, tức chuyện mộ tổ nhà Trần. Theo đó, tổ tiên nhà Trần vốn ở xã Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, chuyên nghề đánh cá. Lúc bấy giờ, có thầy địa lý trung hoa sang nước ta xem đất tìm được ngôi huyệt phát đế có phát tích tại xã nhật cảo và chỗ kết cục ở xã thái đường huyện hưng nhân chợt lúc ấy có nguyễn cố người xã tây vệ đến hỏi ông thấy ở chỗ này có huyệt tốt phải không thầy địa lý mới ngửa mặt lên trời cười bảo không ngờ ở nơi bình địa mà lại có đất đế vương đáng chê các thầy địa lý đời nay không thầy nào có nhãn lực cố vui lắm mới khẩn khoản nếu quả là đất đế vương xin ông cho tôi. Ông muốn được tạ lễ bao nhiêu, tôi cũng xin nộp đủ. Thấy Nguyễn Cố thành khẩn nài nỉ, thầy địa lý mới bằng lòng, chỉ xin một trăm quan tiền, lại hẹn sau khi cố lấy được nước, phải chia cho một nửa. Nguyễn Cố lấy làm thuận, đem mộ tổ táng vào chỗ ấy. Thầy địa lý sợ Nguyễn Cố phản chắc, bèn bảo Táng xong tất có điểm lành, nhưng trong hạn một trăm ngày, thỉnh thoảng phải đến thăm non. Nếu sau cơn mưa gió, thấy có sự lạ, thì phải di táng đi chỗ khác ngay. Nguyễn Cố vừa táng mà tổ vào nơi ấy được ba ngày, nửa đêm bỗng có tiếng sấm to, làm kinh động tới cả vùng quanh đấy. Sáng hôm sau, quanh vùng mà táng có nhiều hòn đá nhô lên, gọi là đá tai mèo. Nguyễn Cố biết được đất quý rồi, lấy làm vui. Vợ hắn mới bảo, ngôi đất ấy giàu cho là phát phúc, nhưng hiện nay làm thế nào mà lo được trăm quan tiền? Và lại, sau khi chia đôi thiên hạ thì còn được bao nhiêu? Cố nghe vợ nói thế thì trong lòng không muốn tạ lễ cho thầy địa lý nữa khi thầy địa lý đến lấy tiền cố hẹn mấy ngày nữa sẽ trả đến hẹn thầy lại đến đòi nguyễn cố liền bắt trói lại rồi đến đêm vứt xuống sông nhưng chỗ hắn ném thầy địa lý xuống lại là bãi bồi phù sa đang lúc thủy triều lên ngập bãi lúc sau thủy triều rút thầy bị trói nằm trên bãi ấy duyên trời cơ định làm sao thuyền trải của họ trần đi qua nghe thấy tiếng hô cứu vội tới đem thầy địa lý lên thuyền hỏi đầu đuôi cớ sự cảm cái ơn cứu mạng thầy địa lý trung hoa nói nhờ ông mà tôi được sống lại xin đem ngôi đất quý ấy biếu ông rồi sau lại nói người họ trần lấy đồng đỏ đúc lưỡi lấy cây vang nấu nước đỏ ối để dùng một hôm mưa to gió lớn thầy địa lý và người họ trần đem lưỡi tầm cắm xuống mộ nhà nguyễn cố lấy nước cây vang nhuộm đỏ tưới lên mộ nguyễn cố ra cho là mộ bị chảy máu bèn đem táng nơi khác họ trần liền đem mộ tổ táng vào ngôi huyệt mộ ấy phía trước trông ra ngã ba sông vị hoàng phía sau có voi phục lâu đài và cờ gươm bài trí hai bên huyệt ở thế thổ tang phúc tàng kim đất giấu vàng táng xong thầy phán phấn đại yên hoa đối diện sinh nhà ông hẳn nhờ nhan sắc mà lấy được thiên hạ hai bên giao ước nhà trần lấy được nước sẽ chu cấp cho nhà thầy địa lý đời đời đủ ăn đủ mặc lại làm giấy giao ước với nhau về sau nhờ ngôi mộ ấy trần cảnh vốn mũi cao mặt rồng làm hỏa đầu trong cung lý chiêu hoàng được nhường ngôi cho đúng từ ngôi mộ phát đế mà nên ban đầu nhà trần đối đãi với con cháu thầy địa lý đủ lễ nhưng đến cuối thời trần lễ ngày càng bạc con cháu nhà thầy địa lý theo lời dặn của cha ông sang đưa cho nhà trần một bản sấm thư mở ra thấy ghi ngôi mộ phát tích ở thái đường sắp hết thịnh phải khởi thông thủy đạo mới giữ được lâu dài vua trần tin lời bèn đảo đường thủy đạo từ sông Vị Hoàng xã Phú Xuân đi vào, quanh đến xã Thái Đường, nào ngờ là kế hiểm của thầy địa lý để lại, đường thủy đạo làm đất long mạch, nhà trần từ đó mà suy. Đúng là, tức mặc cung hoang, Vị Hoàng sông rộng, yên hoa đối diện, ngàn thuở thành vàng, lại, thử hỏi tức mặc, họ trần mấy vương. Không khơi sông ấy, ngàn thuở kỳ thang. Theo Đại Nam dư địa chí ước biên. Một đêm ngủ trọ, có ngay mà tốt. Dòng dõi chúa trịnh truyền được 12 đời, tồn tại song song với vua Lê Thời Lê Trung Hưng, 1533-1789, dù phi đế phi bá, nhưng quyền nghiêng thiên hạ, tiếng là ở dưới một người, trên cả vạn người, mà thực ra quyền bính nắm hết trong tay. Ngôi mộ tổ phát nghiệp cho dòng họ này, trong trịnh gia chính phả của Nhật Nham trịnh như tấu có ghi. Sự thể là, cụ hưng tổ phúc ấm vương trịnh liễu của chúa trịnh kiểm, vốn người làng Sóc Sơn, huyện Vĩnh Phúc, tức huyện Vĩnh Lộc nay, xưa vì kiêng tên húy vua Lê Trang Tông mà đổi làm Vĩnh Phúc, phủ thiệu hóa, chấn thanh hóa, cha mẹ mất sớm, lấy nghề cày cấy, chăn nuôi làm kế sinh nhai, bản tính nhân từ. Một hôm, có cụ già tuổi ngót 70 đến xin ngủ trọ qua đêm, cụ liễu tiếp đãi rất hậu. Đến khuya, ông già bảo, tôi xem ông có lòng thành thực tiếp đãi. Nay, ở bên nam núi Hùng Lĩnh có ngôi đất, để mà ở đấy, Bốn đời sau có thể nên vương nghiệp, núi hùng lĩnh nằm phía tây huyện Vĩnh Lộc. Cụ Liễu nghe lời ông già, đem hài cốt tiền nhân táng vào ngôi đất ấy. Ông già lại đưa đến bên đông núi Lệ Sơn, xứ Ngõ Thắng, xã Biện Thượng mà bảo, chỗ này có thể lập ngôi Dương cư được. Rồi lại đưa đến xứ Mã Thắm, nói, chỗ này là quý địa, trăm năm sau có thể làm âm phần tiếp phúc được. Xong việc, hai người trở lại về đất Sóc Sơn cùng nhau tiệc rượu, đương lúc trẻ chén vui vẻ cụ già đi ra ngoài rồi từ đấy không thấy đâu nữa về sau cụ trịnh liễu cứ theo lời cụ già đã chỉ lấy người con gái họ hoàng làng biện thượng rồi rời sang ở đấy đến thời trịnh kiểm kể là bốn đời vương nghiệp được tạo nên từ huyệt đất núi hùng lĩnh ông già trả ơn mà thành cảm công ơn ấy nhà chúa trịnh phong cụ già năm nào làm tống thiên thần vương để ghi nhớ công lao đời đời thờ cúng đất hoa sen tám cánh nghiệp đế vương bát vị ngược thời gian về với triều lý vẻ vang tồn tại hơn hai thế kỷ, 215 năm, từ 1009-1225. Bản thiên đồ chiếu, 1010, của Lý Thái Tổ thực sự là áng văn bất hù cũng nhắc tới hình thế phong thủy tiêu biểu của đất Thăng Long. Sự chuẩn bị cho một người có gốc ở đất cổ Pháp, Bắc Ninh, xuất thân bình dân mà lên ngôi hoàng đế cũng rất cần thần quyền giúp đỡ. Chuyện kể thân phụ ngài nghèo khó, đi làm thuê ở chùa Tiêu Sơn rồi phải lòng một tiểu nữ, nhà chùa bèn đuổi họ đi. Hai vợ chồng dìu dắt nhau đến nơi rừng bán, ngồi nghỉ dưới gốc cây. Người chồng xuống giếng uống nước, chẳng may sẩy chân rồi qua đời. Người vợ bụng mang dạ chửa đi tìm thì thấy giếng đã tự lấp quá nửa. Nàng đành vào chùa ứng tâm gần đó xin tá túc. Theo phong thủy xưa, mộ nhà ai không tự nhiên lấp mà được thiên tạo, ắt là ngôi huyệt mộ quý, không phát đế vương thì cũng thành danh ở đời. Cũng sách trên của Phan Kế Bính cho biết, xét ngôi huyệt chỗ giếng trong rừng bán ấy, những gò ở chung quanh trông hình như cái hoa sen nở ra tám cánh, cho nên nhà lý truyền ngôi được tám đời, bây giờ thuộc về làng Đình Bảng, huyện Đông Ngàn. Sở dĩ nói nghiệp đế nhà lý truyền tám đời, bởi vua thứ chín của nhà lý vừa là vua nữ, lý chiêu hoàng truyền ngôi cho chồng Trần Cảnh, truyền nghiệp đế họ lý sang dòng Trần, nên không được tính vào. Lại nói về ngôi mộ cha vua Lý Thái Tổ ở đất cổ Pháp, khi lên ngôi hoàng đế, đến năm canh tuất, 1010, nhằm dịp tháng hai vua về châu cổ Pháp bái yết lăng Thái Hậu, cho các bô lão trong làng tiền lụa theo thứ bậc khác nhau, vua bái yết lăng, nhìn quanh cây cối xung xuê các bầy chim muông liệng quanh rồi đậu xuống, trong lòng cảm thấy thương xót, nghẹn ngào không tả xiết, lòng thương xót cảm động đến cả người chung quanh. Vua liền sai tả hữu từ đến đó đo lấy vài chục dặm cạnh làng để làm nơi đất cấm của Sơn Lăng, các triều vua sau đưa về táng ở xứ ấy, đều gọi là Thọ Lăng, trích đại Việt sử ký tiền biên. Theo phong thủy xưa, huyệt mộ không lớp mà tự đầy, tức được thiên tạo, con cháu không phát vương thì cũng được danh vọng quý. Điều này đã ứng với dòng dõi họ Nguyễn, Nguyễn Kim, và trước đó là thân phụ Lý Thái Tổ. Trường hợp này còn gọi mộ kết, nếu đào lên thấy đất ở đó óng ánh ngũ sắc thì phải hoàn nguyên ngay. Nếu cứ đào sẽ bị đứt long mạch, hoặc ngôi mộ nào được mối kiến đùn lên hoặc tự cao lên, cũng có thể được coi là thiên tạo. Dần dần tín ngưỡng ấy trở thành phong tục sống vì mồ vì mả ai sống bằng cả bát cơm hàng năm đi chạp mộ cũng là cách tôn tạo mồ mả cha ông cao giáo sạch sẽ khang trang một phần là tưởng nhớ đến công lao của tổ tiên sau là mong tổ tiên phù hộ con cháu giàu có vương giả quý vị thân mến như vậy là video của chúng tôi đến đây là kết thúc kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe hạnh phúc còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo